Tối cường cùng bạo yêu nghiệt hệ thống chương 1761, dị thú toan nghe, thiên phú thần thông. Canh 4 Trống Trống Gầm thét, thoáng như một đầu mang hoang cự thú, đánh nát tuế nguyệt công cùng xiền xích, xuyên việt đến bước này. Cho dù là cách xa nhau vạn dặm phi cầm tẩu thú, cũng là nơm nớp lo sợ, nằm sấp tại đất, không dám nhúc nhích. Ngàn mét khổng lồ giữ tận dị thú toan nghe, hắn ngoài thân thất linh bát toái vẫy giáp vàng rồng, chậm rãi khép lại, một bên tùy ý làm bậy, kích ra thể nội năng lượng, nghênh ngang, cao nữa là đạp đất, tới gần phía trước cái kia có thể làm bị thương bản thân nhỏ bé nhân loại. Hô! Thần phi nữ vương, nhắm mắt lại, ngoài thân, một đầu một sợi thải hà, bản chất màu đỏ tươi, quanh quẩn kim mang, từ từ bay lên. Không cần nháy mắt, ngàn vạn đầu màu sắc rực rỡ hào quang, lít nha lít nhít, chịu chịu chen chen, cơ hồ đem thần phi nữ vương thân thể che hết đây là Tần Thiên trong bóng tối Có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả hình ảnh Xem ra nữ vương đại nhân Là muốn xuất ra sát chiêu Liệt diễm thần liên Bỗng nhiên, thần phi nữ vương mở ra khép lại con ngươi Đoạt phách thâm thúy ánh mắt Chiếu xạ ra thần thái quan hoa Giống như là thoát dây cung chi tiễn Phá toái hư không Đâm vào cái kia dị thú toan nghe Sâu trong linh hồn Để cho đầu này hung ác trung trời Hung thú nghiệt súc Cũng là ngắn mũi thân hình cứng ngắc Trung lẫy bẫy ào 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 lại nhìn thần phi nữ vương ngoài thân lơ lửng nổi lơ lửng một đóa chiếu sáng rạng rỡ trong suốt lóa mắt thần liên lá sen tầng tầng lớp lớp sinh cơ dạt dào mà thần phi nữ vương như là một hạt hạt sen đưa thân vào liệt diễm thần liên trung tâm bộ vị sưu sau một khắc kéo lấy lấy liệt diễm thần liên thao túng tầng thiên thân thể thần phi nữ vương chủ động xuất kích đánh về phía dị thú toan nghe Giao thủ đến nay, đây là thần phi nữ vương, lần thứ nhất vồ lên trên. Dị thú toan nghe, há dám xem thường, vũ trảo nghe răng, mở cái miệng rộng, ngưng kết trong xương năng lượng, phun ra một đường tính thực chất, cực độ sáng chói, hủy diệt thiên hoang vàng rồng cột sáng. Bành Bành Thế như trường hồng, vi không thể đỡ vàng rồng cột sáng, đã kích tại thần phi nữ vương bên ngoài cơ thể liệt diễm thần liên bên trên, giống như thiên lôi câu địa hỏa, diễn sinh ra từng mảnh từng mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả đáng sợ gợn sóng, gió bão. Chính là dựng dục tử hỗn động thanh liên, nguy nga đại sơn, lại cũng là nhỏ nhẹ rung chuyển. Hừ. Cắn răng, thần phi nữ vương hăng hái, duy ngã độc tôn. Bên ngoài cơ thể chật tối chật sáng liệt diễm thần liên, nuốt phun ra lực lượng màn sáng, nhảy lên tới phát huy vô cùng tinh tế đỉnh phong. Trăng rắc. Trăng rắc trăng rắc quanh kích chặn đường lấy thần phi nữ vương vàng rồng cột sáng bắt đầu bị tỏa ra vô thượng phong mang liệt diễm thần liên từng tất từng tất xé rách mài nhỏ không dị thú toan nghe sợ hãi trống to ghê tởm nhân loại ngươi ngươi vậy đến cổ lực lượng này long trời lỡ đất một thanh âm vang lên vàng rồng cột sáng hoàn toàn vỡ vụn thần phi nữ vương thành công đến dị thú toan nghe trước mặt không nói hai lời bàn tay nâng lên oanh ra. Nhìn quanh sinh huy, lơ lửng tại thần phi nữ vương bên ngoài cơ thể liệt diễm thần liên, tự nhiên mà vậy, thoát ly quỷ tích, trúng mục tiêu đã kích tại gần trong gan tất, dị thú toan nghe, thể phách bên trên. Nhìn để cho liệt diễm thần liên quan mang, đem to lớn thân hình triệt để nuốt mất, dị thú toan nghe, tần thiên vui vẻ hỏi, nữ vương đại nhân, có phải hay không kết thúc? Tuyệt đối đừng quên, đem cái này nghiệt xúc dị thú nội đang móc ra ngài muốn cái kia tử hỗn độn thanh liên là đủ rồi. Loại vật nhỏ này còn là cho ta tốt. Nói năng ngọt sớt. Nói ít đi một câu ngươi có thể chết a à. Thần phi nữ vương tức giận trả lời, dị thú, sinh mệnh lực ương ngạnh. Không dễ dàng như vậy vẫn là Lại nói, phàm là dị thú, đều có một đường thiên phú thần thông, liền cùng bản nguyên thần thú một dạng. Đầu dị thú này con nghe, cho đến nay, còn không có xuất ra thiên phú thần thông đây, chờ ta phá hắn thiên phú thần thông, mới là chém giết hắn thời điểm. Ta đi. Tần thiên hoảng sợ, dị thú thực sự là khủng bố. Trống. Lớn tiếng gào, chói tai nhức óc. Liệt diễm thần liên quan mang, bị một vòng bể nghệ cái thế, cuồng bạo sáng chói vàng rồng lôi quan xé rách. Mình đầy thương tích, máu thịt be bét dị thú toan nghe, từ gió kia bạo khe hở bên trong, có thể chạy thoát. Nhưng là tại khí tức cùng trên lực lượng, dị thú toan nghe, dĩ nhiên là trên phạm vi lớn rơi xuống. Hô! Hơi thở như trâu, hận thấu xương, còn có một số kính sợ kiên kỵ tập trung vào thần phi nữ vương. Dị thú toan nghe, mở miệng nói tiếng người. Ngươi có phải hay không cho là ngươi phải thắng? Nói cho ngươi, bổn vương còn có thể hủy diệt ngươi sát chiêu. Ha ha! Thần phi nữ vương, không tuân theo. Đáng chết! Dị thú toan nghe, lửa bốc vạn trường, bổn vương không muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương chúng ta cắt lùi một bước thế nào hòa giải tần thiên phình bụng cười to ha ha nữ vương đại nhân ngươi cũng không thể chịu thua nha còn cần ngươi nhắc nhở thần phi nữ vương nhếch miệng bất nói nhiều lời xuất ra thiên phú của ngươi thần thông tới đi ngươi này nhân loại hiểu được bổn vương thiên phú thần thông dị thú toan nghê miếng răng cắn răng, một khi dùng thiên phú thần thông, bản thân nó hội lâm vào thời gian ngắn thời kỳ suy yếu. đến lúc kia, nơi xa còn có nhiều như vậy nhân loại, coi như mình thành công đánh chết cái này quỷ dị nhân loại, vạn nhất cái kia mấy chục vạn tên nhân loại cùng nhau tiến lên, mình cũng không chịu nổi nhiều người a. À. có thể thần phi nữ vương một bước không cho, dị thú toan nghe lại tuyệt không muốn bỏ qua cái kia thần bí hoa sen. sâu trong linh hồn truyền thừa ký ức cảnh giác dị thú toan nghe được hoa sen kia, nó đem thoát thai hoán cốt. Chân chân chính chính, trở thành đế bản đại chiến không gian bên trong đệ nhất bá chủ hung thú. Trống. Tiếng thối lưỡng nan dưới, dị thú toan nghe, vẫn là có ý định đánh cược một phen. Điều động huyết mạch năng lượng. Dị thú toan nghe cao chót vót to lớn thể trạng bên ngoài, trừ có vô cùng sáng chói đỏ hào quang màu vàng quay chung quanh, còn có liên tiếp đinh tai nhức óc, mặt kim liệt thạch, lôi minh tiếng nổ vang. Khủng bố chi uy, dập dần chu thiên bát hoang mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài trùng mình đầu này nghiệt xúc là muốn xuất ra lá bài tẩy tốt nhất cùng cái kia yêu nghiệt lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận cứ như vậy chúng ta liền có cơ hội lấy được cái kia cửu thải tiên liên thiên phú thần thông vàng rồng thần lôi nói thì chậm khi đó thì nhanh dĩ nhiên đem lực lượng ấp ủ xong dị thú toan nghe đỉnh đầu một đoàn to như núi trong suốt linh lung trung động đùng đùng xích kim sắt lôi cầu, tranh tranh vù vù. Ngẫu nhiên lan tràn ra một góc của băng sơn uy năng, đều có thể hủy diệt mảng lớn bản nguyên triệt địa cảnh cường giả. Không khách khí nói, đạo này vàng rồng thần lôi, có thể xúc phạm tới bản nguyên thông thiên cảnh cường giả. Hô! Hô! Đỉnh đầu thiên phú thần thông, dị thú toan nghe bản thân, trước nay chưa có suy yếu, khí tức mất tinh thần không phấn chấn, nhân loại bổn vương hỏi ngươi một lần cuối cùng, có phải thật vậy hay không muốn cùng bổn vương tranh đấu đến cùng? Ha ha! Đứng đầu dị thú toan nghe, thiên phú thần thông, có thể đồ diệt thần linh. Ngươi tiểu gia hỏa này, có tư cách gì, để cho ta và ngươi dàn xếp ổn thỏa? Thần phi nữ vương, bỗng nhiên phản bác. Trống! Trống! Gầm thét, thoáng như một đầu mang hoang cự thú, đánh nát tuế nguyệt công cùng xiền xích, xuyên việt đến bước này. Cho dù là cách xa nhau vạn dặm phi cầm tẩu thú, cũng là nơm nớp lo sợ, nằm sấp tại đất, không dám nhúc nhích. Ngàn mét khổng lồ giữ tận dị thú toan nghe, hắn ngoài thân thất linh bát toái vẫy giáp vàng rồng, chậm rãi khép lại, một bên tùy ý làm bậy, kích ra thể nội năng lượng, ngên ngang, cao nữa là đạp đất, tới gần phía trước cái kia có thể làm bị thương bản thân nhỏ bé nhân loại. Hô! Thần phi nữ vương, nhắm mắt lại, ngoài thân, một đầu một sợi thải hà, bản chất màu đỏ tươi, quanh quẩn kim mang, từ từ bay lên. Không cần nháy mắt, ngàn vạn đầu màu sắc rực rỡ hào quang, lít nha lít nhíp, chịu chịu chen chen, cơ hồ đem thần phi nữ vương thân thể che hết. Đây là Tần thiên trong bóng tối, có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả hình ảnh, xem ra nữ vương đại nhân là muốn xuất ra sát chiêu. Liệt diễm thần liên Bỗng nhiên, thần phi nữ vương mở ra khép lại con ngươi, đoạt phách thâm thúy ánh mắt, chiếu xạ, ra thần thái quan hoa, giống như là thoát dây cung chi tiễn, phá toái hư không, đâm vào cái kia dị thú toan nghe sâu trong linh hồn, để cho đầu này hung ác trung trời, hung thú nghiệt súc, cũng là ngắn mũi thân hình cứng ngắc, trung lẫy bẫy. Ào ào ào. Lại nhìn thần phi nữ vương ngoài thân, lơ lửng nổi lơ lửng một đóa chiếu sáng rạng rỡ, trong suốt lóa mắt thần liên. Lá sen, tầng tầng lớp lớp, sinh cơ dạt dào. Mà thần phi nữ vương, như là một hạt hạt sen, đưa thân vào liệt diễm thần liên trung tâm bộ vị. Sư Sau một khắc, kéo lấy lấy liệt diễm thần liên, thao túng tầng thiên thân thể thần phi nữ vương, chủ động xuất kích, đánh về phía dị thú toan nghe. Giao thủ đến nay, đây là thần phi nữ vương, lần thứ nhất vồ lên trên. Dị thú toan nghe, há dám xem thường, vũ trảo nghe răng, mở cái miệng rộng, ngưng kết trong xương năng lượng, phun ra một đường tính thực chất, cực độ sáng chói, hủy diệt thiên hoang vàng rồng cột sáng. Bành! Bành! Thế như trường hồng, vi không thể đỡ vàng rồng cột sáng, đã kích tại thần phi nữ vương bên ngoài cơ thể liệt diễm thần liên bên trên, giống như thiên lôi câu địa hỏa, diễn sinh ra từng mảnh từng mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả đáng sợ gợn sóng, gió bão. Chính là dựng dục tử hỗn động thanh liên nguy nga đại sơn, lại cũng là nhỏ nhẹ rung chuyển. Hừ! Cắn răng, thần phi nữ vương hăng hái, duy ngã độc tôn. Bên ngoài cơ thể chật tối chật sáng liệt diễm thần liên, nuốt phun ra lực lượng màn sáng, nhảy lên tới phát huy vô cùng tinh tế đỉnh phong. Trăng rắc, trăng rắc trăng rắc. Quanh kích chặn đường lấy thần phi nữ vương vàng rồng cột sáng, bắt đầu bị tỏa ra vô thượng phong mang liệt diễm thần liên, từng tất từng tất xé rách, mài nhỏ. Không. Dị thú toan nghe, sợ hãi trống to, ghê tẩm nhân loại. Ngươi, ngươi vậy đến cổ lực lượng này. Long trời lỡ đất một thanh âm vang lên. Vàng rồng cột sáng, hoàn toàn vỡ vụn. Thần phi nữ vương, thành công đến dị thú toan nghe trước mặt. Không nói hai lời, bàn tay nâng lên oanh ra. Nhìn quanh sinh huy, lơ lửng tại thần phi nữ vương bên ngoài cơ thể liệt diễm thần liên, tự nhiên mà vậy, thoát ly quỷ tích, trúng mục tiêu đã kích tại gần trong gan tất dị thú toan nghe thể phách bên trên. Nhìn để cho liệt diễm thần liên quan mang, đem to lớn thân hình triệt để nuốt mất dị thú toan nghe tần thiên vui vẻ hỏi nữ vương đại nhân có phải hay không kết thúc tuyệt đối đừng quên đem cái này nghiệt xúc dị thú nội đang móc ra ngài muốn cái kia tử hỗn độn thanh liên là đủ rồi loại vật nhỏ này còn là cho ta tốt nói năng ngọt sức nói ít đi một câu ngươi có thể chết a à. thần phi nữ vương tức giận trả lời dị thú sinh mệnh lực ương ngạnh không dễ dàng như vậy vẫn là Lại nói, phàm là dị thú, đều có một đường thiên phú thần thông, liền cùng bản nguyên thần thú một dạng. Đầu dị thú này con nghe, cho đến nay, còn không có xuất ra thiên phú thần thông đây, chờ ta phá hắn thiên phú thần thông, mới là chém giết hắn thời điểm. Ta đi. Tần thiên hoảng sợ, dị thú thực sự là khủng bố. Trống. Lớn tiếng gào, chói tai nhức óc. Liệt diễm thần liên quan mang, bị một vòng bể nghệ cái thế, Cùng bạo sáng chói vàng rồng lôi quang xé rách. Mình đầy thương tích, máu thịt be bét dị thú toan nghê, từ gió kia bạo khe hở bên trong, có thể chạy thoát. Nhưng là tại khí tức cùng trên lực lượng, dị thú toan nghê, dĩ nhiên là trên phạm vi lớn rơi xuống. Hô! Hơi thở như trâu, hận thấu xương, còn có một số kính sợ kiên kỵ tập trung vào thần phi nữ vương. Dị thú toan nghê, mở miệng nói tiếng người ngươi có phải hay không cho là ngươi phải thắng? Nói cho ngươi, bổn vương còn có thể hủy diệt ngươi sát chiêu. Ha ha! Thần phi nữ vương, không tuân theo. Đáng chết! Dị thú toan nghê, lửa bốc vạn trường, bổn vương. Không muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Chúng ta cắt lùi một bước, thế nào? Hòa giải! Tần thiên phình bụng cười to, ha ha, nữ vương đại nhân, ngươi cũng không thể chịu thua nha còn cần ngươi nhắc nhở thần phi nữ vương nhếch miệng bất nói nhiều lời xuất ra thiên phú của ngươi thần thông tới đi ngươi này nhân loại hiểu được bổn vương thiên phú thần thông dị thú toan nghê nghiến răng cắn răng một khi dùng thiên phú thần thông bản thân nó hội lâm vào thời gian ngắn thời kỳ suy yếu đến lúc kia nơi xa còn có nhiều như vậy nhân loại coi như mình thành công đánh chết cái này quỷ dị nhân loại Vạn nhất cái kia mấy chục vạn tên nhân loại cùng nhau tiến lên, mình cũng không chịu nổi nhiều người a. À. Có thể thần phi nữ vương, một bước không cho, dị thú toan nghe lại tuyệt không muốn bỏ qua cái kia thần bí hoa sen. Sâu trong linh hồn truyền thừa ký ức, cảnh giác dị thú toan nghe, được hoa sen kia, nó đem thoát thai hoán cốt. Chân chân chính chính, trở thành đế bản đại chiến không gian bên trong đệ nhất bá chủ hung thú. Trống. Tiếng thối lưỡng nan dưới, dị thú toan nghe vẫn là có ý định đánh cược một phen. Điều động huyết mạch năng lượng. Dị thú toan nghe cao chất vót to lớn thể trạng bên ngoài, trừ có vô cùng sáng chói đỏ hào quang màu vàng quay chung quanh, còn có liên tiếp đinh tai nhức óc, mặt kim liệt thạch, lôi minh tiếng nổ vang. Khủng bố chi uy, dập dần chu thiên bát hoang. Mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài, trùng mình, đầu này nghiệt xúc là muốn xuất ra lá bài tẩy. Cốc nhất cùng cái kia yêu nghiệt lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, cứ như vậy chúng ta liền có cơ hội lấy được cái kia cửu thải tiên liên thiên phú thần thông vàng rồng thần lôi nói thì chậm khi đó thì nhanh dĩ nhiên đem lực lượng ấp ủ xong dị thú toan nghe đỉnh đầu một đoàn to như núi trong suốt linh lung trung động đùng đùng xích kim sắc lôi cầu tranh tranh vù vù ngẫu nhiên lan tràn ra một góc của băng sơn uy năng đều có thể hủy diệt mảng lớn bản nguyên triệt địa cảnh cường giả không khách khí nói đạo này vàng rồng thần lôi có thể xúc phạm tới bản nguyên thông thiên cảnh cường giả hô hô đỉnh đầu thiên phú thần thông dị thú toan nghe bản thân trước nay chưa có suy yếu khí tức mất tinh thần không phấn chấn nhân loại bổn vương hỏi ngươi một lần cuối cùng có phải thật vậy hay không muốn cùng bổn vương tranh đấu đến cùng ha ha đứng đầu dị thú toan nghe thiên phú thần thông có thể đồ diệt thần linh ngươi tiểu gia hỏa này có tư cách gì để cho ta và ngươi dàn xếp ổn thỏa thần phi nữ vương bỗng nhiên phản bác tiểu gia hỏa dị thú toan nghê thân thể rung lên a à, vô tri nhân loại bổn vương xưng bá cái này để bản đại chiến không gian đã có hơn một nghìn năm ngươi lại dám nói ta là tiểu gia hỏa nhìn ta liều mạng với ngươi hỏa trung kim sen thần phi nữ vương thật nhanh bóc ra liên tiếp phức tạp cổ lão huyền ảo tối nghĩa ấn ký. Trong miệng cũng là phát ra mông lung thần bí, mỗ nghịch lẽ thường pháp quyết chữ. Hồng học. Hồng học. Phần thiên chữ Hải, nhiệt độ tuyệt luôn ngọn lửa màu vàng ống, che khuất bầu trời, cuồn cuộn như biển. Cuối cùng, cái này phô thiên cái địa ngọn lửa màu vàng ống, cô động thành một đoàn bể nghệ lóa mắt liệt diễm. Tiếp theo, thần phi nữ vương hai bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí, nâng lên một đóa ống ánh trong suốt thủy nộn hương thơm hoa sen vàng, chuyển dời đến phía trước ngọn lửa màu vàng ống bên trong. Tư tư rung động âm thanh, lạc lạc không dứt, lẫn nhau chập trùng. Sen, thuộc thủy. Liệt diễm, thuộc hỏa. Từ xưa đến nay, người người đều biết, xung khắc như nước với lửa. Có thể nữ vương đại nhân, có thể đem một đóa kim liên, dời đưa đến vạn trường liệt diễm áp súc sau trong ngọn lửa, bởi vậy có thể thấy được. Đây là đánh vỡ thông thường, sáng lập cấm kỵ thủ đoạn. Tần Thiên sinh lòng khâm phục, lớn tiếng khen hay nói, nữ vương đại nhân lợi hại. Trống. Nhìn xem ngọn lửa màu vàng ống bên trong, chập chần rực rỡ hoa sen vàng, dị thú toan nghe bắt được cự đại nguy cơ cảm giác. Nó dốc hết toàn lực, thép dài một tiếng, đỉnh đầu lơ lửng vàng rồng thần lôi, xé phá hư không, bắn ra. Đi. Thần phi nữ vương, không cam lòng lạc hậu, sử dụng hỏa trung kim sen. Hai loại sát chiêu, tại tan nát bầu trời tối tăm dưới, quanh đụng vào nhau. Một cổ thôn thiên tế nhật quang mang, dương nanh múa vuốt dâng lên. Lại sau đó, khí lãng gió bão, lan tràn ra ngoài. Ven đường qua, đếm không hết cảnh tượng biến thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Chân trời chỗ, mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài, tề tâm hợp lực, thả ra lực lượng tu vi, chế tạo ra phòng ngự bình chướng, mới là triệt tiêu đánh tới hừng hực cấm kỵ phong bạo làm cho người giận sôi đáng sợ. Không biết được cái này một cái, sát chiêu, đối bính xuống tới, thần bí kia hung thú, còn có cái kia cái yêu nghiệt quái vật, ai thắng ai thua. Thời gian nửa nén hương tan biến. Dựng dục tử hỗn độn thanh niên sơn phong trước, cởi trần ra một đường sâu không thấy đáy, hắc ám thê lương thâm biên hố to. Ở nơi này đưa tay không gặp năm ngón tay, thôn vệ linh hồn tầm mắt phía trên vực sâu. Áo trắng như tuyết, mực phát xỏa vai thanh tú thanh niên, khóe miệng giữ lại một giọt máu dấu vết, có thể chỉnh thể mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên, khống chế thân thể này là thần phi nữ vương. Nhưng là thân thể này nhận bị thương, là thần phi nữ vương cùng tần thiên cùng hưởng. Có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Phía trước, đầu kia nguyên lai quan mang vạn trượng, vi phong lẫm lẫm dị thú toan nghe, phản phất như là như nến tàn trong gió, khí tức không gượng dậy nổi, toàn thân máu thịt be bét, dừng lại ở giữa không trung, đều lộ ra cố hết sức. Tốt! Là nữ vương đại nhân cao hơn một bậc, giờ phút này có thể đem hắn chém giết, đào ra nội đan rồi a à. Tần Thiên hỏi. Ân! Nhấn một tiếng, thần phi nữ vương, cất bước đi về phía dị thú toan nghe. Này nhân loại! Dị thú toan nghe, xoay người, tốc độ không ra sao, trốn hướng phương xa. Uống! Khẽ quát một tiếng, thần phi nữ vương, phất tay chém ra một đường vạn mét dài rộng, kim viêm quanh quẩn, hoa sen bao khỏa vết chém. Phốc phốc. Ào ào ào. Biết bao máu tanh hình ảnh hiển hiện. Kim viêm hoa sen vết chém, đem dị thú toan nghe thân thể, phân làm hai nửa. Bành trướng mãnh liệt, phản phất giang hà như suối chảy dòng máu màu vàng kim nhạt, từ trên cao rơi xuống, đem thiên sang bách khổng mặt đất, dính vào khắc sắc thái. Là người nào thắng? Không thể nghi ngờ. Mấy chục vạn danh thiên tài, hai mặt tương đối, có người cười khổ, có người khâm phục, cũng có người vô cùng thất vọng. Ông Dị thú thi thể của sư tử, rơi đến trên mặt đất. Một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, xích kim sắc màu, tràn ngập ra cuồn cuộn cuồn bạo năng lượng viên cầu, để cho thần phi nữ vương nhiếp chiếm được vào trong tay, lẩm bẩm, quy, tiểu tử thúi. Đây cũng là dị thú toan nghe nội đan, ngươi luyện hóa thời điểm cẩn thận một chút, bên trong còn bao hàm cái kia dị thú toan nghe hung uy ý chí đây, chống đỡ không được, ngươi coi như một mệnh ô hô, hồn phi phách tán. Có ngay nữ vương đại nhân lời khuyên, ta làm sao dám không nghe đâu. Tần thiên cười đùa tí tưởng đáp. Thoáng thở dốc một hơi, thần phi nữ vương, đến đỉnh núi. Không còn có người có thể ngăn cản nàng lấy đi tử hỗn độn thanh liên. Cổ lão khó lường, chỉ toàn như lưu ly, hương khí hương thơm, tử hỗn độn thanh liên, để cho thần phi nữ vương liễm nhập thể nội về sau, thân thể trưởng khống quyền, lập tức về tới tầng thiên bản trong tay người. Nhúng vai, đá đá bắt chân. Sau đó, tầng thiên nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, hô, các ngươi chớ ngẩn ra đó, đến đây đi. Sưu, sưu, mấy cái xinh đẹp như hoa, khí chất khác xa nữ tử, nhẹ nhàng rơi vào thanh niên bên cạnh. Tiểu nha đầu tỉ mỉ, quan sát một chút thanh niên, nói, đại ca ca, ngươi lại biến đã về rồi thật sự chính là không bí mật gì có thể giấu giếm được tiểu nha đầu a hắn nhìn ra ta mới vừa rồi là bị thần phi nữ vương đã khống chế thân thể a tần thiên thầm nghĩ ngoài miệng nói ân ta vẫn là ta các ngươi nói cái gì đó ma giáo đại tiểu thư nói tiểu nha đầu lúc trước nói cái gì nữ nhân tần thiên ngươi có phải hay không có bí mật gạt chúng ta a Ha ha, ta nào dám có bí mật lừa bịp đại tiểu thư ngươi a." À? Tần Thiên chê cười, tiểu nha đầu xưa nay thần thần đạo đạo, nàng, ngươi có thể không thể tin. "Hừ hừ, đại ca ca gạt người, ta không thần thần đạo đạo." Tiểu nha đầu môi anh đào nhếch lên. "Hắn chiếm được cái kia cửu thải tiên liên, vì sao không rời đi? Sẽ không phải là chém giết đầu kia tuyệt thế hung thú, thể lực tiêu hao hầu như không còn a." À? Thật là có khả năng này nếu là chúng ta thừa dịp hắn tin bị lực tẩn thời điểm, cùng nhau tiến lên. Nói không chừng liền có thể. Nhìn chăm chú lên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi thanh niên áo trắng, mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài, ầm ỉ sau một lúc, rón rén, bay đi. Ân. Ừ. Nam Cung Điệp Vũ, Khương Nguyệt Nhi, Ma Giáo Đại Tiểu Thư, Tiểu Nha Đầu. Lần lượt nhíu mày. Những tên đáng chết. Các ngươi muốn làm gì? Ha ha, một cái nửa bước bản nguyên đoạt thiên cảnh tu vi thanh niên, ngoài cười nhưng trong không cười, chúng ta nào dám làm cái gì? Chỉ là muốn một chút đồ vật. Nói đi, muốn cái gì? Tần Thiên không nhúc nhích tí nào, ngồi trên mặt đất, hỏi. Cái kia tuyệt thế hung thú nội đan, còn có cửu thải tiên liên. Nguyên một đám nhân tộc thiên kiêu, trăm miệng một lời. Nghe cho kỹ. Tần Thiên thần sắc nghiêm nghị, nói: không phải tuyệt thế hung thú nội đan mà là dị thú toan nghe nội đan cũng không phải cửu thải tiên liên mà là tử hỗn độn thanh liên ngu muội vô tri các ngươi liền đồ vật trong tay của ta rốt cuộc là cái gì đều không làm rõ ràng còn muốn có được thực sự là thanh thiên bạch nhật dưới làm xuân thu đại mộng a à. hì hì đại ca ca nói hay lắm tiểu nha đầu ồn ào đạo dị thú toan nghe nội đan tử hỗn độn thanh liên mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài, sắc mặt sững người. Tần thiên nôn lộ ra, dị thú toan nghe nội đan, tử hỗn độn thanh liên diện một chân thật sao. Qua một lúc lâu, mấy chục vạn danh nhân tộc thiên kiêu, mới vừa rồi là đang trừng tới. Bất kể là dị thú toan nghe nội đan cũng tốt, hay là cái kia tử hỗn độn thanh liên cũng được. Người muốn bình yên vô sự rời đi nơi đây, nhất định phải giao ra. Các ngươi kiến càng ngu xuẩn, giống như trên đất sâu kiến châu chấu. Ta có lý do gì, đem tới tay cơ duyên, chấp tay nhường cho đâu. Tần Thiên giống như cười mà không phải cười, trả lời. Gia hỏa này, trần trụi xem thường chúng ta nha. Mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài, phẫn hận không thôi. Các hạ hôm nay triển lộ ra thực lực, thế gian vô địch, cái thế hồng hoang. Có thể ngươi cũng không cần ra vẻ cao thâm, không sợ hãi. Nói chuyện, là một cái bản nguyên đoạt thiên cảnh cấp bậc, dung nhan tú mỹ, tư thái cao gầy thước tha mỹ lệ nữ tử nàng mắt sáng như đuốc tập trung vào xếp bằng ngồi dưới đất chuyện trò vui vẻ trời sập cũng không sợ hãi thanh niên áo trắng chắc chắn nói ta dám khẳng định ngươi dĩ nhiên tin bị lực tẩn bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi không giao ra gì thú toan nghe nội đan tử hỗn độn thanh liên vẫn lạc ở đây không cảm thấy đáng tiếc sao công tử đây là tự hủy đại tài lại là một cái nói tới nói lui vừa đấm vừa xoa miên sâm đâm da hỏa nha hít một hơi thật sâu ngửa mặt nhìn phá phá toái nát hỗn hỗn độn độn thật lâu không cách nào khôi phục như lúc ban đầu thương khung cửu thiên tần thiên khóe miệng lộ ra một loạt khiết răng trắng tốt ta thừa nhận bản thân tin bị lực tẩn được rồi vậy thì thế nào ai muốn đoạt cơ duyên của ta ta liền nổi lên một miếng cuối cùng chọc tức kéo lên nhất cấp tiếng lú đầu mấy người đồng quy vu tận nói thí dụ như cô nương ngươi. Bản nguyên đoạt thiên cảnh, rất là không tệ, có giống như ngươi thiên chi kiêu nữ chôn cùng, ngược lại là một kiện chuyện may mắn. Ngươi, tên đáng chết, kinh người quá đáng. Bản nguyên đoạt thiên cảnh mỹ lệ nữ tử, kiều quyền nắm lên, lại không dám áp dụng hành động, hiện trường mấy chục vạn danh thiên tài, cái nào dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Tên yêu nghiệt này là có thể diệt sát tiếp cận bản nguyên thông thiên cảnh cấp bậc tuyệt thế hung thú, khoáng thế ngoan nhân A. À. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bị bất đắc dĩ lúc, yêu nghiệt này hung tính đại phát, kéo lên một nhóm người chôn cùng, tại dễ như trở bàn tay bất quá. Thế cục, bày biện ra cục diện bế tắc. Mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài, ba tầng trong, ba tầng ngoài, bao quanh kiên quyết mà lên, rộng lớn núi lớn hùng vĩ. Mà ở núi lớn này chi đỉnh, là một cái áo trắng như tuyết, ôn nhã tú khí thanh niên, nhắm mắt dưỡng tức, ngồi ở chỗ đó. Thanh niên áo trắng ngoài thân, còn có tám cái xinh đẹp huyền nữ, thiên tiên hạ phàm nữ tử. Không được. Trì hoãn tiếp nữa. Cho yêu nghiệt này khôi phục nguyên khí, chúng ta đang nghĩ đến thủ, vậy liền khó như lên trời. Một cái bản nguyên đoạt thiên cảnh cấp bậc thanh niên khôi ngô, quay đầu hướng về một đám thiên tài thân ảnh, mệnh lệnh ngữ khí quát, các ngươi lên cho ta. Cái gì ngoạn ý? đặt chân ở thanh niên khôi ngô sau lưng chưa đa thiên tài trung lẫy bẫy lao nhau phản bác ngươi sao không bên trên bằng cái gì để cho chúng ta chịu chết chỉ bằng thực lực của ta mạnh hơn các ngươi không nghĩ lập tức biến thành tro bụi thân tử đạo tiêu liền cho ta nhào tới giết cái kia yêu nghiệt bản nguyên đoạt thiên cảnh cấp bậc thanh niên khôi ngô một bàn tay bài xuất mênh mông bạo tạc thất luyện tuyệt luân năng lượng bản nguyên lúc này gió thu quét lá vàng chi thế sụp đổ tru sát mấy chục tên bản nguyên thánh hiền cảnh, mấy chục tên bản nguyên đại hiền cảnh cấp bậc thiên kiêu. Ha ha! Ý kiến hay, để cho lính công tướng cô đi lên, thăm dò một lần tên yêu nghiệt này sâu cạn, dù sao cũng nguy hại không đến chúng ta. Lại là một cái bản nguyên đoạt thiên cảnh cấp bậc thanh niên thiên kiêu, âm hiểm cười dày đặc, trong tay là một chui bạch cốt điêu khắc thành quyền trượng. Nàng hướng về phía bên cạnh chúng nhiều thiên tài, phát ra cùng cái kia thanh niên khôi ngô không có sai biệt ngữ khí, đều lên cho ta. Nếu ai có thể làm bị thương cái kia yêu nghiệt, ta cam đoan cho hắn không tưởng tượng được chỗ tốt. Tại một phen uy bức lợi dụ dưới, hàng trăm hàng ngàn tên bản nguyên thánh hiền cảnh, bản nguyên đại hiền cảnh cấp bậc thiên kiêu hạng người, cẩn thận từng ly từng tí, Trón rén dựa sát vào lướt về phía khoảng cách kia không tính quá xa thanh niên áo trắng. Đáng giận. Nam Cung Điệp Vũ, Nam Cung Mỹ Nhi, Ma giáo đại tiểu thư, Đông Phương Khê, Khương Nguyệt Nhi, Lữ Tiểu U. Khuôn mặt trầm trọng, cổ túc lực lượng, thể nội năng lượng bản nguyên gào thét tuôn ra. Mặc kệ Tần Thiên còn có hay không hậu chiêu, hay là thế nào dạng. Các nàng cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tùy ý ngoại nhân đi tổn thương người kia. Nhìn ta. Yêu mị linh hoạt kỳ ảo, trong suốt không tì vết phấn hồng tóc dài, vũ động phi dương. Điên đảo chúng sinh, trầm luân vạn giới tiểu nha đầu, hai cái tay nhỏ khép lại, trong miệng phát ra một đoạn vượt qua cổ kim, xé rách thanh thiên, huyền ảo cấm kỵ, đã lâu lắng nghe ca giao diệu pháp. Ông ông ông. Một tòa dính trọng trọng hắc ám quang mang, âm trầm tà ác, lại quanh quẩn sáng chói gai mắt, quang minh thần thánh thải mang vực sâu vạn trường, hư không tế ra, trung động chư thiên, đời đời bất hủ. Cái này là cái gì? Thấy được cái kia tập quang minh cùng hắc ám là một thể thâm uyên, dựa sát vào vây quanh mà đến hơn ngàn tên bản nguyên thánh hiền cảnh, bản nguyên đại hiền cảnh thiên mới, sâu trong linh hồn, hiện ra run rẩy bất an. Đông Phương Khê, Khương Nguyệt Nhi, ma giáo đại tiểu thư mấy nữ tử, nhìn chăm chú lên tiểu nha đầu, hốc mắt về sau, cũng là phun thả ra kinh diễm động dung, ở trong mắt các nàng, tiểu nha đầu từ đầu tới đuôi, cũng là vô cùng quỷ dị, khó bề phân biệt. Nhìn không ra tiểu nha đầu là tu vi bực nào, có thể mỗi một lần xuất thủ, thế tất kỳ lạ quỷ sứ khó lường uy năng linh vu cấm thuật linh vu thâm nguyên mai tán chư thiên mặt nhếch lên duy ngã độc tôn tiểu nha đầu linh lung tinh tế tư thái tràn ngập dập dần ra mấy phần khá là hiếm thấy bá khí quan huy ào 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 từng đầu hắc ám xiên xích mặt ngoài khắc họa nhảy lên thần thánh phù văn sáng chói không có dấu hiệu nào từ thôn vệ lòng người linh vu thâm nguyên cuối cùng bắn ra hàng trăm hàng ngàn, rậm rạp chằng chịt quang minh hắc ám xiên xích, như là là cửu thiên chi thượng, trụ xuống dựng dưới thần liên, có khó có thể tưởng tượng, quỷ dị sợ hãi quy lực tạo hóa. A. À, thất kinh âm thanh, lạc lạc không dứt. Đông đảo bản nguyên thánh hiền cảnh, bản nguyên đại hiền cảnh thiên tài thân thể, cho một đầu linh vu xiên xích chói chặt lại. Bọn họ tự nhiên là dốc hết toàn lực, bộc phát tu vi lực lượng, ý đồ tránh thoát khóa trói buộc có thể kết quả là không có sai biệt. Những cái này xiền xích, không có chỗ nào mà không phải là kiên cố không phá vỡ nổi, không gì phá nổi. Điểm trọng yếu nhất, nguyên một đám thiên tài linh hồn, theo cái kia khóa kéo động, lâm vào đưa tay không gặp năm ngón tay, thê lương lờ mờ, đen kịp khó lường, linh vu thâm nguyên bên trong. Khủng bố, quỷ quyệt. Dung nhan tú lệ, đường công cao gầy bản nguyên đoạt thiên cảnh nữ tử, nói, cái tiểu nha đầu này phim là cái gì tu vi còn có nàng thủ đoạn này như vậy rùng mình quang mang tà ác không thể tưởng tượng bất quá là một hoàng mau nha đầu thôi nhìn ta xuất thủ ứng phó hắn khôi ngô cao lớn bản nguyên đoạt thiên cảnh thiên kiêu thanh niên cất bước đi ra quanh lòng ầm ầm theo cái kia bản nguyên đoạt thiên cảnh tu vi thanh niên khôi ngô tự thân xuất mã thế cục bắt đầu có chỗ chuyển biến một cổ đè sập thương khung thế không thể đỡ, mênh mông như biển bản nguyên chi lực, bài sơn đảo hải chi uy, tập kích đánh tại che khuất bầu trời, hắc ám quang minh làm một thể linh vu thâm nguyên bên trên, nhấc lên vạn trượng gợn sóng, tầng tầng phong bạo. Ân. Tiểu nha đầu tinh thần lực, ý chí lực, cùng cái kia linh vu thâm nguyên không phân khác biệt kết nối lấy. Bởi vậy, linh vu thâm nguyên nhận công kích, tiểu nha đầu tự thân cũng là thừa nhận tổn thương to lớn, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp hàm sát, đáng giận. Ta tiểu vu nguyệt sẽ không sợ ngươi Linh vu cấm thuật Linh vu thâm nguyên Chuyển sinh Cắn nát ngón tay ngọc nhỏ dài Tiểu nha đầu đem đỏ thẩm vết máu Nhỏ vào cái kia không thấy đáy bưng Linh vu trong vực sâu Sàn sạc sàn sạc Hấp thu tiểu nha đầu huyết dịch Linh vu thâm nguyên chỗ sâu Truyền ra một loại bim người xương cốt Trận cả tóc gáy thanh âm Cái này tản mát ra hắc ám tà ác Quang minh thần thánh linh vu thâm nguyên nếu như một tòa thông hướng địa ngục, cũng hoặc là thiên quốc nhạc viên lối vào. Phá vỡ nhận thức, cảnh tượng khó tin sinh ra. Lần lượt từng bóng người, liên liên tục tục, từ linh vu thâm nguyên chỗ sâu đi ra. Nhìn xem cái kia hàng trăm hàng ngàn đạo cô hồn giả quỷ hình dạng, cũng không có huyết nhục chi khu, lại sống sức mạnh mạnh mẽ thân ảnh. Tại chỗ mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài, trận mắt hốc mồm, khó có thể tin, cái kia. Cái kia cũng là vừa rồi, bị quỷ dị xiền xích lôi đi linh hồn thiên tài nha không sai cái này hơn ngàn đạo linh hồn giống nhau là lúc trước linh vu xiền xích kéo vào linh vu thâm nguyên chỗ sâu thiên kiêu linh hồn từng đạo từng đạo linh hồn phản phất trải qua gia công cường hóa đã mất đi thần trí ý thức có chỉ là tuân theo mệnh lệnh cùng truy tìm giết hại bản năng còn có kinh khủng hơn chỗ những cái này từ linh vu thâm nguyên chỗ sâu đi ra cô hồn thực lực so với khi còn sống còn muốn chỉ có hơn chứ không kém tỷ như cái kia mấy chục đạo khi còn sống là siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh cấp bậc cô hồn hiện nay khí tức cũng là có thể cùng hạ phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh tương đề tình luận hỏi tự vấn lòng xuất thủ ứng phó tiểu nha đầu thanh niên khôi ngô mình mới là thượng phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh nhìn xem tiểu nha đầu sử dụng thủ đoạn sao không tâm hồn run rẩy bộ lông sợ lập hì hì biết rõ ta tiểu vu nguyệt lợi hại a à. hừ một tiếng tiểu nha đầu phát ra khẽ kêu giết a à đem gia hỏa này giết chết Sàng sạc hơn một ngàn đạo linh vu cô hồn hung hãn không sợ chết tranh nhau chen lấn xông về thanh niên khôi ngô cùng yêu nghiệt kia tiến tới cùng nhau còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn quả nhiên là yêu nữ a à. thượng phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh tu vi phát huy vô cùng tinh tế đồng phát hoành tẩu thanh niên khôi ngô huy quyền như mưa đông 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 hừng hực bá đạo thế như cầu vòng quyền quang, vỡ nát xé rách mấy trăm đạo linh vu cô hồn. Hơn 30 sánh ngang hạ phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh cường giả linh vu cô hồn, trẻ tre chi thế, xé rách ngăn cản ở phía trước quyền quang, đưa cho con mồi đã kích. Loạn choạng lui về sau mấy trăm mét xa. Thanh niên khôi ngô, thẹn quá hóa giận, đáng chết. Địa giai thất tinh bản nguyên thuật pháp thần thông. Thiên long quyền pháp. Dưới cơn thịnh nộ, thanh niên khôi ngô, thi triển ra sát chiêu ác chủ bài. Trống. Ngao ngao. Mỗi một đạo quyền quang cũng là một đầu uy phong lẫm lẫm, thần túng lăng lệ, hủy địa diệt thiên thiên long thần thú hư ảnh. Quy thế như vậy, đổi lại rất nhiều vương phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh tu sĩ, cũng không thể nào chống đỡ. Ào ào ào. Có được hạ phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh cấp bậc hơn 30 đạo linh vu cô hồn, phá thành mảnh nhỏ, không còn sót lại chút gì. Ha ha ha, yêu pháp như thế nào lợi hại tại tính tuyệt đối thực lực trước mặt cũng là không chịu nổi một kích nha cười một tiếng dài thanh niên khôi ngô giống như là một đầu chim đại bàng triển khai hai tay phóng tới tiểu nha đầu hừ hừ tiểu nha đầu hết lên cái miệng nhỏ nhắn linh vu cấm thuật linh vu thâm uyên chuyển sinh phục sinh lại là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đến tiểu nha đầu trong tay chính là thực thực thiết thiết hàng thật giá thật chuyện phát sinh mấy trăm đạo nát bấy, linh vu cô hồn, bao quát cái kia hơn 30 đạo có thể so với hạ phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh tu vi, linh vu cô hồn, cũng là lại thấy ánh mặt trời, phục sinh như lúc ban đầu. Cái này, tính thủ đoạn gì a à? Đem người hồn phách rút đi, vì chính mình tác chiến, đã là kinh thế hải tục. Con bé này, lại còn có thể cho tan thành mây khói, hồn phách, phục hoạt trùng sinh. Nguyên một đám nhân tộc thiên tài, khuôn mặt sững người, trong lòng gợn sóng, không lời nào có thể diễn tả được. Hắc. Nhắm mắt dưỡng tức tần thiên, không biết được khi nào, mở mắt ra, đứng lên nói, tiểu nha đầu, chơi chán sao. Đại ca ca, ngươi nghĩ khỏe sao? Tiểu nha đầu hỏi ngược lại, tất cả phiền phức, đều giao cho ta tiểu vô nguyệt ứng phó tốt rồi. Đại ca ca ngươi chính là nghỉ ngơi đi. Đậu đen rau muốn. Ngươi là tính trẻ con chưa mẫn đâu. Còn là thật ngốc đâu. Tần Thiên cười khổ, đừng đùa. Chúng ta rời đi nơi này. Nói thật, chung cực quan băng mang hình thức mang tới cảm giác suy yếu. Ngắn ngủi một canh giờ không đến, tầng thiên tự nhiên không có khôi phục. Nhưng cũng có tùy ý hành động khí lực, ở cái địa phương này, kéo đến thời gian càng dài, tình huống càng ngày càng bất lợi. Thừa dịp cùng với chính mình diệt sát dị thú toan nghê, xông ra bất thế hung uy, còn bồi hồi chấn nhiếp cái này mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài, sớm cho kịp bức ra rời đi, mới vừa rồi là sáng suốt lựa chọn t cứng lại rồi thân hình thượng phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh tu vi thanh niên khôi ngô tim đập nhanh hơn nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên đứng dậy thanh niên áo trắng ở đây mấy chục danh nhân tộc thiên tài cũng cũng là không rét mà run nín thở tránh đường ra đạp một cái chân đi tới bầu trời tần thiên nhìn xem phía trước ngàn vạn vô số kể thiên tài thân ảnh mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo nói. Đừng thanh niên khôi ngô, muốn nhắc nhở đám người, tên kia rất có thể là giả vờ giả vịt. Trên thực tế, hư nhược muốn mạng. Hiểu lời đến bên miệng, lại không có dũng khí phát ra ngoài. Vạn nhất, vạn nhất cái kia yêu nghiệt, thực khôi phục thực lực, chính mình nói ra đối với hắn bất kính ngôn ngữ, tên yêu nghiệt này còn không giống bóp chết một cái châu chấu giống như, đem mình tru sát rơi a. À thượng phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh tu vi thanh niên khôi ngô, còn như vậy. Nói thế nào những người khác, ngăn ở tầng thiên phía trước thiên tài, nhượng bộ lui binh. Sư Sư Kết quả là, tại mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài trong tầm mắt, cái kia đến tiêu sái, đi vậy tiêu sái thanh niên áo trắng, mang theo mấy cô gái, quang minh chính đại, không người dám cản biến mất tại xa xôi bầu trời cuối cùng. Chạy như bay tại nguyên thủy mênh mông phía trên dãy núi. Ma giáo đại tiểu thư, xinh đẹp mị hoặc khuôn mặt, nét mặt tươi cười sáng chói, nói, phu quân vừa rồi quá ngang ngược. Một câu, dọa đến mấy chục vạn danh thiên tài, cái rắm cũng không dám thả một tiếng. Ân ân, đại ca ca là lợi hại nhất, có thể cùng đại ca ca cân sức ngang tài, chỉ có ta tiểu vu nguyệt. Tiểu nha đầu cướp lời nói. Ách! Tần thiên không biết nói gì. Rời đi cái kia dựng dục tử hỗn độn thanh liên, nguy nga đại sơn sau. Tần Thiên cùng Nam Cung Điệp Vũ, Ma Giáo Đại Tiểu Thư, Tiểu Nha Đầu Chư Nữ, ở một tòa Thiên Nham Vạn Hát, Cổ Lão Nguyên Thủy, trong dãy núi, mở ra một tòa lâm thời động phủ đến. Dùng nửa ngày, Tần Thiên thể lực khôi phục lại trạng thái viên mãn, tinh khí thần sung mãn tràn đầy, lao nhanh gào thét, tựa như nộ long gào thét, phong quyển tàn vân. Tiếp đó, chính là xử lý cái kia một phiến hỗn động liên diệp, dị thú toan nghe nội đang thời điểm. Ông! Ông! sáng mờ tối hang động, bị hai cổ hoàn toàn khác biệt khí tức quang mang, chia làm hai mảnh cực đoan khu vực. Một bên là sáng chói lóa mắt, hừng hực vô cùng vàng rồng lĩnh vực. Mơ hồ ở giữa còn có thể nghe được một đầu cùng hung cực ác, uy phong bát diện cổ lão cự thú, ngửa đầu thét dài, xem thường thiên địa, ta là tối cao. Một bên là ống ánh trong suốt, sạch không tì vết cửu thải thần quang. Một đóa mông lung mơ hồ, như thật như ảo hỗn độn thanh liên, tại đây tràn đầy cửu thải ánh sáng rực rỡ vòng xoáy luồng sóng bên trong chập trùng lên xuống như thật như ảo đoạt phách câu hồn hai loại quan mang thanh thế không thể nghi ngờ là dị thú toan nghe hỗn độn liên dịp hiển lộ rõ ràng lan tràn ra mở to hai mắt nhìn nhìn xem thanh niên lấy ra lá sen nội đang tiểu nha đầu nước bọt chảy ròng thèm nhỏ dãi đại ca ca cái này lá sen thật là thơm cho ta cắn một cái cụ cụ ngươi không muốn suy nghĩ lung tung. Tần thiên khục một tiếng, cái này lá sen. Chúng ta chia đều. Dị thú toan nghe nội đang ẩn chứa vô tận cùng cuộn năng lượng, chúng ta cũng chia đều. Đại ca ca. Tiểu nha đầu thiên chân vô tà, ngốc manh đoạt phách nhào tới thanh niên trước người, nói, ngươi xem cái này lá sen, còn chưa đủ lớn chừng bàn tay, nếu là một người một chút, căn bản là nếm không ra vị đạo. Dị thú toan nghe nội đang năng lượng, Ta tiểu Vu Nguyệt cũng không muốn rồi, đem cái này lá sen cho ta là có thể. Hỗn động liên diệp, giá trị liên thành, thiên cổ khó gặp. Ngươi thuần túy là xem như ăn ngon. Tần Thiên không biết nên khóc hay cười, mấy người các ngươi nói thế nào? Tùy tiện a. À. Đông Phương Khê không quan trọng trả lời. Ta không đồng ý. Ma giáo đại tiểu thư khẽ nói, ngươi lão là bất công, lần này không thể tiện nghi cái này nha đầu phiến tử ngươi và tiểu nha đầu tranh cái gì khương nguyệt nhi nói ta đồng ý tiểu nha đầu thuyết pháp một phen tỏ thái độ trừ ma giáo đại tiểu thư đông phương khê lữ tiểu u khương nguyệt nhi nam cung điệp vũ nam cung mị nhi giống nhau đáp ứng rồi đem hỗn độn liên diệp cho tiểu nha đầu đây cũng là để cho một mình phấn chiến ma giáo đại tiểu thư vô cùng ảo não ủy khuất xích tuyết cô nương ngươi đây bỗng nhiên tần thiên ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối không có lên tiếng trên người cô gái Ta. ta lại không phải là các ngươi cái này một làn sóng chỉ là tạm thời đi theo ngươi ý kiến của ta có trọng yếu không bảo lam quần áo dáng người cao gầy bộ dáng khuynh thành xích tuyết lẩm bẩm trả lời cũng phải a à. tần thiên nhẹ gật đầu vậy cái này dị thú toan nghe nội đang năng lượng xem ra ngươi cũng là không có ý định muốn a à. xích tuyết khẽ giật mình muốn vì sao không muốn? Lợi hại như vậy kinh khủng hung thú, nội đang năng lượng có thể nghĩ là không có gì sánh kịp. Nhưng lại không ngốc, tần thiên khóe miệng dân lên nghiền ngẫm đường cong, ngươi đều nói, chỉ là tạm thời đi theo ta, cùng chúng ta không phải một làn sóng. Vô duyên vô cớ, ta tại sao phải đem lớn như vậy cơ duyên phân cho ngươi đây? Lùi một bước nói, ta đem ngươi từ ngày đó long nhất tộc thiếu chủ trong tay cứu ra, ngươi còn thiếu ta một cái thiên đại ân tình đâu. Ta, xích tuyết nghẹn nửa ngày, tìm không ra lý do phản bác đối phương, chỉ có thể thở dài nói, cái kia ta cáo từ. Ân cứu mạng của ngươi, có cơ hội, nhất định báo đáp ngươi. Chậm đã. Tần thiên vung tay lên, động phủ cửa ra để cho nồng đậm mênh mông bản nguyên chi lực che đậy kín Có ý tứ gì ngươi? Xích tuyết buồn bực nghi hoặc, nhìn xem thanh niên. Dị thú toan nghe nội đang năng lượng, ta có thể phân cho ngươi. Tần thiên trầm ngâm nói. Xích tuyết mừng rỡ, vậy thì thật là vô cùng cảm kích. Còn thật là hào phóng đâu, ma giáo đại tiểu thư, quay đầu đi. Cho. Tần thiên xuất thủ, đem trong suốt không tì vết, mùi thơm nước mũi, hỗn độn liên dịp, ném cho tiểu nha đầu. Nắm lên tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thơm ngát câu hồn, hỗn độn liên dịp, tiểu nha đầu đầu tiên là cắn một ngụm nhỏ, nhai nhai. Ngay sau đó, tiểu nha đầu ánh mắt sáng loáng sáng lên, lỗ mũi, lỗ tai, miệng anh đào nhỏ, tách ra ức vạn đầu màu sắc rực rỡ thụy đầu. Toàn thân cao thấp da thịt, cũng là ống ánh trong suốt, vô cùng mịn màng. Lại thêm tiểu nha đầu vốn là quốc sắc thiên hương, phương hoa tuyệt đại, trầm luân quỷ thần. Giờ phút này, cái kia thần thánh sáng tỏ, linh lung không tì vết tư thái, phản phất là biển xanh trời xanh bên trong, một đóa lỗi lạc bất phàm, không nhiễm trần thế màu sắc rực rỡ thánh liên. Bá đạo Tần thiên tâm thần phất động, Bất quá một điểm nhỏ hỗn độn liên diệp ăn vào, liền để tiểu nha đầu thoát thai hoán cốt, từ bên trong ra ngoài tỏa ra thốt nhiên sinh cơ. Muốn là chân chân chính chính hỗn độn thanh liên. Cái kia còn không cho người một bước lên trời. Nữ vương đại nhân nói qua, hỗn độn thanh liên là bản nguyên lớn đệ nhất thế giới thần vật. Ta sớm muộn muốn đem cái này đệ nhất thần vật, ôm vào trong tay, nếm thử cảm thụ. Ăn ngon. Hỗn độn liên diệp mang tới tẩy tủy phạt xương, chỉ toàn hóa huyết nhục. Tiểu nha đầu hồn nhiên không quan tâm, chẳng qua là cảm thấy, cái này hỗn độn liên diệp cửa vào hương thơm, ngọc sản khoái, phấn chấn linh hồn. Nuốt nước bọt, thuần thục, một phiến hỗn độn liên diệp, hoàn toàn vào tiểu nha đầu trong bụng. Ào ào ào. Chiếu rọi tứ hợp bát hoang, che đậy vũ trụ bầu trời cửu thải mờ mịt hào quang, chồng chất, dương nanh múa vuốt, sôi trào nhảy cẩn. Tiểu nha đầu linh lung uyển chuyển tư thái, từ từ bị cái này vô cùng vô tận thu hút sự chú ý của người khác cửu thải thánh quan bao vây lấy ai nha đại ca ca ta nhìn không thấy ngươi to rõ tiếng nói từ trọng trọng điệp điệp cửu thải thánh quan bên trong bay ra ngươi liền an tỉnh chút đi hảo hảo đứng tại chỗ đừng nhúc nhích các loại hỗn độn liên diệp năng lượng triệt để thoải mái dung nhập huyết nhục của ngươi linh hồn quan mang này cũng liền một cách tự nhiên biến mất tần thiên nhắc nhở một tiếng đem ma giáo đại tiểu thư đông phương khê khương nguyệt nhi xích tuyết chúng nữ thép lên trước người đến trịnh trọng việt nói hấp thu luyện hóa cái này dị thú toan nghe nội đăng trước đó ta phải nhắc nhở các ngươi nội đăng này năng lượng còn bao hàm ẩn núp con dị thú kia sư tử ý chí tinh thần lực đem cổ năng lượng này dẫn nhập thể nội muốn là không thể tại ý chí bên trên trấn áp đánh tan dị thú toan nghe tinh thần ý chí lực lưu lại hậu quả là cái gì ta cũng không muốn nói nhiều yên tâm, ta sẽ kiên trì. Khương Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp kiên định, không thể nghi ngờ. Ma giáo đại tiểu thư, Lữ Tiểu U, Xích Tuyết. Cũng là không cam lòng rơi rồi nói ra, chúng ta cũng sẽ kiên trì. Được. Tần thiên tâm thần thu liễm, cảm xúc bành trướng, đang mong đợi bản thân luyện hóa hoàng, dị thú toan nghe nội đang về sau, đang đi ra tòa động phủ này lúc, hội là tu vi bực nào khí tượng. Cùng lúc đó, ngoại giới, Đế bản đại chiến không gian, thay đổi bất ngờ, một cái tin đồn. Lan truyền nhanh chóng. Đế bản đại chiến, người dự thi, 106 10 000 tên thiên kiêu. Ở nơi này kỳ hạn nửa năm, đế bản đại chiến khâu thứ nhất, bên trong, hơn 100 vạn tên thiên kiêu hạng người, có thoát thai hoáng cốt, cơ duyên không ngừng. Cũng có tai họa không ngừng, cuối cùng tan xương nát thịt, vẫn lạc biến mất. Ngày gần đây, một tin tức, quét sạch đế bản đại chiến không gian, nhưng phàm là còn nhảy nhót du đảng tại đế bản đại chiến không gian bên trong thiên tài Cũng là từ khác nhau con đường, chiếm được tin tức này Tại đây dựng dục một đóa sen xanh đại sơn trước Mặc áo trắng, ngũ quan tuấn tú, tên là tần thiên thanh niên, hoành không xuất thế Hắn lấy vô địch cái thế vít lịch thủ đoạn, miễu sát bản nguyên đoạt thiên cảnh siêu cấp thiên tài Sau đó, lại đem một đầu thực lực vô hạn dựa sát vào bản nguyên thông thiên cảnh cấp bậc siêu cấp hung thú, trấn áp thô bạo Nói tóm lại đây, yêu nghiệt, tần thiên, danh hào, một truyền mười, mười truyền trăm. Bị thần thoại, bị phỉ bán, bị kính sợ. Liên miên chập trùng, uống lượng dữ tận, khí tượng thương cổ sơn mạch chỗ sâu, một tòa người vì mở ra, ẩn nấp thần bí trong động phủ. Vang dội thần thánh, duy ngã độc công dị thú toan nghe tiếng gầm gừ, lạc lạc không dứt, lẫn nhau chập trùng. Danh hào của mình, tại bên ngoài khoái động phong vân lúc. Tần thiên lại ngồi như thái sơn, cùng mấy nữ tử, tại bên trong động phủ này, vây quanh vàng rồng lưu quang, năng lượng bành trướng mênh mông, dị thú toan nghe nội đang triển khai luyện hóa. Ào ào ào. Thao thao bất tuyệt, mênh mông mãnh liệt, dị thú toan nghe nội đang năng lượng dẫn nhập thể nội. Cảm giác kia, thực sự là trước nay chưa có thống khổ. Giống như là đem một đầu hung ác khủng bố, kéo động lên tinh phong huyết vũ, dị thú toan nghe lấp nhập huyết nhục chi khu. Tần Thiên ý thức sốc nảy mông lung mơ hồ xuyên việt đến một mảnh hỗn độn hư huyễn thế giới phía trước là vậy để cho người quen thuộc khắc cốt minh tâm khí diễn rung trời dài đến ngàn mét có một thân kiên cố không phá vỡ nổi màu vàng kim bất hủ lân phiến mọc ra tựa như sư tử tựa như long đầu lâu dị thú toan nghe đầu dị thú này con nghe vô cùng chân thực khi nhìn đến nhân loại thanh niên về sau lớn rít gào một tiếng mặc kệ mọi việc trực tiếp nhào giết tới cho người ta một loại không thể địch nổi, thế không thể đỡ đẫm máu tàn bạo cảm giác. Ha ha! Ngươi còn sống, ta có thể làm thịt ngươi. Giờ phút này ngươi chết, Di Lưu còn dư lại một sợi ý chí tinh thần, đang còn muốn trước mặt của ta khoe oai đùa nghịch hung ác. Tần thiên ngữ khí lạnh lùng, âm vang hữu lực, đúng như có một tôn vô thượng đại thần, cầm khai thiên ích địa thiết chù y, đã kích tại hồng chung đại lữ bên trên. Trăng rắc! Trăng rắc trăng rắc! còn không tiếp xúc đến nhân loại thanh niên dị thú toan nghê, như bị sét đánh, sinh động như thật, giống như đúc thân thể, thất linh bát toái, sụp đổ. Một ý niệm, giáo quét lá vàng, vỡ vụn dị thú toan nghê tí chí di lưu sau. Tần thiên mới là bắt đầu rồi chân chân chính chính luyện hóa phần này dị thú toan nghê nội đang năng lượng. Ma giáo đại tiểu thư, Khương Nguyệt Nhi, Đông Phương Khê, Lữ Tiểu U, Xích Tuyết. Chúng nữ, nhưng liền không có tần thiên cái kia uy hiếp bác hoang, cuồn cuộn thập phương ý chí lực. Đang cùng dị thú toan nghe ý chí trong tranh đấu, mấy cô gái, nhiều lần bị thương, cửu tử nhất sinh, thật vất vả chiến thắng, dị thú toan nghe lưu lại ý chí, tự thân cũng là trả rời không chịu nổi, tinh khí thần khô kiệt mất tinh thần. Bành Long Bành Long Gân cốt, đùng đùng rung động Huyết nhục, giống như là thiên truy bách luyện qua thần binh lợi khí, phong mang tất lộ, sáng long lanh hoàng mỹ tầng thiên cảnh giới tu vi khí tức thoát dây cung chi tiễn giống như mau lẹ đánh vỡ gông cùng xiềng xích liên tục tăng lên một tháng rưỡi thấm thoát đẩy qua tiểu nha đầu tại mấy ngày trước liền đem hỗn độn liên diệp năng lượng tiêu hóa sạch sẽ nhìn xem còn đắm chìm trong trong khi tu luyện tầng thiên cùng mấy nữ tử chỉ có thể là buồn bực ngán ngẩm dương mắt chờ lấy trống trống một ngày này một tiếng xuyên thấu tứ hợp bát hoang phát ly động phủ chỗ sâu tiếng thép dài, lan tràn ra ngoại giới hồng hoang bên trong dãy núi. Phùng diễn sinh sống ở phía này trong dãy núi nguyên thủy hoa cỏ cây cối, dòng suối sông núi, nơm nớp lo sợ, lung lay sắp đổ. Vô số kể, hàng ngàn hàng vạn phi cầm tẩu thú, trung lẫy bẫy, nằm ở trên mặt đất, không dám nhúc nhích. À! Đại ca ca tu luyện được không? Trong động phủ, mong mỏi cùng trong mông tiểu nha đầu, nhảy cẩn hoang hô, phía trước, người thanh niên áo trắng kia, ngoài thân vặn vẹo lóe ra một đầu mơ hồ mông lung dị thú toan nghe hư ảnh. Vang vọng thẩm thấu ngoại giới sơn mạch tiếng gầm gừ, rõ ràng là đầu dị thú này con nghe hư ảnh phát ra. Ào ào ào. Sau một khắc, tầng thiên khép lại con ngươi mở ra, từng sợi ánh mắt, sắc bén bể nghệ, xé rách vạn của thanh thiên. Ken. Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, thành công luyện hóa một phần dị thú toan nghe nội đang năng lượng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp làm nhất chuyển trung giai vương phẩm bản nguyên đại hiền cảnh một bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm nhất chuyển trung giai vương phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cửu chuyển trung giai vương phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cửu chuyển cao giai vương phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển Thiên giai vương phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển Thánh giai vương phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển sơ giai Thánh phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển trung giai Thánh phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ Thăng cấp làm cửu chuyển trung giai thánh phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước Chúc mừng ký chủ Thăng cấp làm cửu chuyển vương cấp thánh phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước Chúc mừng ký chủ Thăng cấp làm cửu chuyển sơ giai thần phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước Thực sự là sản khoái Đứng dậy hoạt động hạ thân xương Cảm giác toàn thân trên dưới Không chỗ nào không có mặt bạo tạc tính chất năng lượng Tần thiên khóe miệng Cô lên say mê nụ cười, tiểu nha đầu. Tại tiểu nha đầu nhảy lên rơi vào thanh niên trước mặt, nói, đại ca ca gọi ta làm gì a? À? Trước đây không lâu, ngươi ở đó đỉnh núi thi triển ra linh vu thuật, ta trước kia cũng không có gặp ngươi dùng qua nha. Tần Thiên giơ tay lên, nắm vuốt tiểu nha đầu tinh tế tỉ mỹ tơ lộ gương mặt của, cười mỉm hỏi. Hì hì. Tiểu nha đầu nét mặt tươi cười sáng chói, nói, đại ca ca, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Từ khi đi tới bản nguyên thế giới về sau, trong đầu của ta, thường cách một đoạn thời gian, sẽ tự thêm ra một chút thủ đoạn đến, ta cũng không cần học, trực tiếp liền có thể dùng đến. Ngạch. Tần Thiên ánh mắt ngưng trọng, Nữ vương đại nhân. Ngươi cũng biết thân phận của tiểu nha đầu, lần thứ nhất lúc gặp mặt, cũng là một câu vạch Trần tiểu nha đầu linh vu tộc huyết mạch. Bản thần đang tại tái tạo thần khu, không nên quấy rầy ta. Thần phi nữ vương, các đức thanh niên ngôn ngữ Nói, hơn nữa, linh vu tộc sự tình là bản nguyên thế giới tấm kỵ. Bản thần mới sẽ không nói cho ngươi. Tốt, ngươi lợi hại, cái kia ta không quấy rầy nữ vương đại nhân. Tần Thiên im lặng, nhìn tới vẫn là muốn dựa vào lực lượng của mình đến đào móc tiểu nha đầu bí mật. Trong động phủ. Ma giáo đại tiểu thư, Khương Nguyệt Nhi, Lữ Tiểu U. Chư nữ còn tại luyện hóa dị thú toan nghe nội đan bên trong. Tần Thiên lôi kéo tiểu nha đầu mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng, đi tới động phủ trước, nói, vậy ngươi nói cho ta biết. Trừ môn kia, Linh Vu thâm nguyên, ngươi bây giờ còn có lợi hại gì Linh Vu thuật thủ đoạn? Có a Tiểu nha đầu nói, ta có thể cho người ta chúc phúc, xua tan bách bệnh, gặp giữ hóa lành, tăng lên chiến lực. Dừng lại. Tần Thiên gượng cười, đó là lắc lư người bán tiên nhi. Đại ca ca không tin sao? tiểu nha đầu nhếch lên môi anh đào trong tay một đoàn nhỏ bé không thể nhận ra huyễn hoặc khó hiểu cấm kỵ cổ lão linh vu phù văn từ từ bay lên theo đạo này nho nhỏ linh vu phù văn nổi lên mặt nước tung hoành kéo dài trăm vạn dặm nguyên thủy sơn mạch lâm vào một loại ngôn ngữ không rõ khó bề phân biệt lực lượng lĩnh vực bên trong hưu lại nói tiếp tiểu nha đầu lòng bàn tay có chút chấn động cái này một vòng linh vu phù văn giống là đến từ một phương khác thế giới tiểu tinh linh phá không chui vào thanh niên lồng ngực. Quanh! 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 Chảy xuôi tại huyết nhục cốt cách bên trong khí huyết, tàn phá bừa bãi lao nhanh, tầng tầng lớn mạnh. Vần quanh vũ động cách người mình tu vi lực lượng biên độ, cũng là không ngừng thuế biến, hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa. Tầng thiên sắc mặt, dần dần vì đó hoảng sợ, hấp thu tiểu nha đầu mới chúc phúc, chiến lực của mình, gần như điệp gia gấp đôi. Đây chính là thuần túy căn cơ trên lực lượng tăng lên lớn mạnh. Nói cách khác, hiện nay, tự mình mở ra một hệ liệt yêu nghiệt hệ thống hình thái năng lực về sau, tăng lên chiến lực công suất, liền là dựa theo trước mắt lực lượng tu vi đến quyết định, đó đúng là vô tận kinh khủng. Không thể tưởng tượng. Nuốt nước bọt, tần thiên giật mình hồi tưởng lại, tại cửu trọng thiên lúc. Tiểu nha đầu cũng dùng qua chút phúc thủ đoạn. Nhưng khi đó chút phúc hiệu quả, cùng hôm nay so sánh với, là khác biệt một trời một vực. Ken Ken Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, tổ đội hình thức đang trong quá trình mở ra, đồng đội đột phá, ban bố chỉ thị. Nhắc nhở ký chủ, đồng đội Nam Cung Điệp Vũ, thành công luyện hóa một phần dị thú toan nghe nội đang năng lượng. Trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước, thăng cấp cử chuyển sơ giai thánh phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước nhắc nhở ký chủ đồng đội nam cung mị nhi thành công luyện hóa một phần dị thú toan nghe nội đang năng lượng trước mắt cảnh giới tu vi cử chuyển trung giai thượng phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước thăng cấp làm cử chuyển cao giai thánh phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước nhắc nhở ký chủ đồng đội ma giáo đại tiểu thư thành công luyện hóa một phần dị thú toan nghe nội đang năng lượng trước mắt cảnh giới tu vi cử chuyển cao giai thượng phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước thăng cấp làm cử chuyển thiên giai thánh phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Nhắc nhở ký chủ, đồng đội Đông Phương Khê, thành công luyện hóa một phần dị thú toan nghe đội đang năng lượng. Trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển cao giai thượng phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển thiên giai thánh phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Nhắc nhở ký chủ, đồng đội Khương Nguyệt Nhi, thành công luyện hóa một phần dị thú toan nghe nội đang năng lượng. Trước mắt cảnh giới tu vi, Cử chuyển cao giai hạ phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước, thăng cấp làm cửu chuyển thánh giai vương phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Nhắc nhở ký chủ, đồng đội Lữ Tiểu U thành công luyện hóa một phần dị thú toan nghe nội đang năng lượng. Trước mắt cảnh giới tu vi, cửu chuyển vương cấp thượng phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước, thăng cấp làm nhất chuyển sơ giai thần phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Nghe vang lên bên tai liên tiếp yêu nghiệt hệ thống thanh âm tần thiên quay người trở lại trong động phủ quả nhiên ma giáo đại tiểu thư đông phương nguyệt lữ tiểu u chúng nữ cũng là mở to mắt thối lui ra khỏi tu luyện xích tuyết còn không có để cho mình tính vào đồng đội hàng ngũ tần thiên nhìn một chút nhất chuyển sơ giai hạ phẩm bản nguyên đại hiền cảnh một bước phải hiểu tại đế bản đại chiến mở ra mới bắt đầu cảnh giới của nàng tu vi là xa xa áp đảo tần thiên đoàn người hôm nay à Khương Nguyệt Nhi tu vi, đều so với nàng xuất sắc trác tuyệt. Chúng ta luyện hóa cái kia dị thú toan nghe nội đang năng lượng, dùng có hơn một tháng A. Đông Phương Khê ưu nhã đứng dậy, nói, cái kia coi như. Cái này đế bản đại chiến khâu thứ nhất, thời gian nửa năm, còn lại không đến nửa tháng. Trong tay ta điểm tích lũy lệnh bài đây, đó là khẳng định có thể tiến vào đế bản đại chiến vòng thứ hai tiết. Các ngươi coi như huyền. Dù sao từ đầu tới đuôi, các ngươi cũng không kích giết bao nhiêu thiên tài cùng bản nguyên ma thú loại hình. Tần thiên gượng cười, bởi vậy, nửa tháng này. Gặp phải thiên tài, nhưng phàm là các ngươi đủ khả năng, đều cho các ngươi chém giết. Hôm sau, mênh mông vô biên, đế bản đại chiến không gian, một phiến tự nhiên mà thành, chiếm diện tích phạm vi nhìn mà than thở, giống như là nằm sấp thần linh dốc đứng ngoài sơn cốc. Mấy vạn đạo thiên tài thân ảnh, hội tụ một đường. Có phong mang quá thịnh, lực áp quanh thân thiên kiêu người. Cũng có biên đình núi cao sừng sững, sâu không lường được, làm cho người không dám kinh thường người. Còn có thật nhiều xinh đẹp như hoa, nổi bật bất phàm, tư thái yểu điệu xinh đẹp thiên chi kiêu nữ. Sưu Sưu Một bộ áo trắng chói mắt, một thân khí độ, tối nghĩa khó lường. Tại chỗ mấy vạn danh thiên tài, nhìn thấy thanh niên kia dáng người, mang theo ca bi, từ trên trời giáng xuống, nhất thời nhất lên sóng to gió lớn. Liên tiếp, có thiên kiêu kinh hô động dung, là hắn. Yêu nghiệt tầng thiên. Cái gì? Cái kia bể nghệ vô địch, sức một mình, vi hiếp mấy chục vạn tên thiên kiêu yêu nghiệt. T. T. Ông trời của ta, tên sát tinh này sao lại tới đây? Cùng tinh đồn không đồng dạng như vậy, trong truyền thuyết, hắn không phải chỉ có hạ phẩm bản nguyên đại hiền cảnh tu vi sao. Có thể hiện nay, khí tức của hắn rõ ràng là thần phẩm bản nguyên đại hiền cảnh cấp bậc ngớ ngẩn a ngươi hắn cướp đi cái kia tử hỗn độn thanh liên còn có dị thú toan nghe nội đan cơ duyên như thế phụ trợ thời gian qua đi hơn một tháng đột phá đến thần phẩm bản nguyên đại hiền cảnh lại cực kỳ bình thường yêu nghiệt tần thiên có ý tứ mấy vạn danh thiên tài tám chín phần mười thổn thức kính sợ trung lẫy bảy còn có cái kia sao đồ vật quý hiếm liêu như sao mấy người thoáng chút đâm chiêu Huy, nhiều người như vậy tề tụ một đường ý muốn như thế nào a à? thờ ơ ngáp một cái tần thiên nhìn về phía khoảng cách người gần nhất bản nguyên đại hiền cảnh thiên kiêu thanh niên chất vấn ta ta không biết để cho hỏi thăm thiên kiêu thanh niên nói năng lộn xộn sắc mặt trắng bạch không biết không biết ngươi đứng ở nơi này làm cái gì tham gia náo nhiệt sao Tần Thiên nhíu mày. Đại ca, ta thật không biết nha. Còn tưởng rằng tên sát tinh này tức giận, bản nguyên đại hiền cảnh tu vi thiên kiêu thanh niên, đi đứng không nghe sai khiến, quỵ ở trên mặt đất. Phàm là có thể tu luyện tới bản nguyên thánh hiền cảnh, bản nguyên đại hiền cảnh thiên kiêu, cũng là bản nguyên đại thánh cảnh bên trong nhân vật ưu tú. Tần Thiên đều còn không làm gì đây, gia hỏa này liền quỳ xuống. Cái này cũng mặc bên tuyên dương ra, yêu nghiệt Tần Thiên, là biết bao cấm kỵ đáng sợ. Đế bản đại chiến không gian, một tòa tứ phía vần quanh mang hoang sơn mạch, tráng lệ cổ lão sơn cốc trước. Áo trắng giữ mình, tiêu sái thanh niên tuấn tú, khóe miệng dắt cười nhạt, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, sao có thể dễ dàng quỳ xuống đâu? Ta cũng không đem ngươi làm gì a. À? A. À. Trung lẫy Bảy, khuôn mặt trắng bệch, quỳ ở trên mặt đất bản nguyên đại hiền cảnh thiên kiêu thanh niên, mắt tối sầm lại, ngất đi. Đậu đen rau muống, cần thiết hay không? Tần Thiên xấu hổ, ngẩn người, nói, ta thực sự không đụng hắn. Ha ha! Ma giáo đại tiểu thư, ông bụng cười cười, nói, xem ra đi qua tại đây, thai ngén, hỗn độn thanh liên đại sơn trước một phen dày vò, người đã uy danh lan xa, chấn nhiếp thập phương. Gia hỏa này có lẽ là quá sợ hãi, mới đã bất tỉnh. Bằng không ta đi qua giết hắn, có có thể được điểm tích lũy đừng 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 ngất đi bản nguyên đại hiền cảnh thiên kiêu thanh niên nhảy lên một cái nơi đó là ngất đi rõ ràng chính là giả vờ tần thiên khuôn mặt tái nhợt ngươi diễn kỹ thật là tốt bất quá làm như vậy mưu cầu cái gì mưu cầu cái gì bản nguyên đại hiền cảnh thiên kiêu thanh niên khóc không ra nước mắt đại ca ta sợ ngươi giết ta à thực sự là mất mặt xấu hổ a à? hiện trường mấy vạn danh nhân tộc thiên kiêu châm chọc khiêu khích trả vốn nguyên đại hiền cảnh tu vi đây thật không biết hắn là thế nào đi đến một bước này ngoài miệng nói như vậy có thể hiện trường mấy vạn danh nhân tộc thiên kiêu đối với tần thiên sợ hãi so với cái kia bản nguyên đại hiền cảnh thiên kiêu thanh niên là không chút thua kém đổi lại là bọn họ khoảng cách gần mặt đối với tần thiên nói không chừng cũng sẽ muốn ra giả vờ ngất chiêu này ha ha tần thiên các hạ thật sự uy danh hiển hách, hôm nay gặp mặt dưới cái thanh danh vang dội không kẻ yếu ta. Nghe tới không lạnh không nhạt, để cho trong lòng người có chút không quá nhanh nhẹn thanh âm, chậm chạp bay tới. Ngươi là Tần Thiên quay đầu đi, đi tới một người là người nam tử. Ước chừng 30 tuổi, mặt trắng không râu, tóc dài đái quang, Một thân thất tinh trường bào, lộ ra khó bề phân biệt, chiếu sáng rạng rỡ, lập lòe trong suốt. Đây không phải một kiện bình thường quần áo tản ra cường đại ba động đến xem, nên là một kiện cực phẩm bản nguyên pháp bảo. Thất Tinh Trường bào thanh niên, hai mắt thâm thúy, nét mặt tươi cười hòa ái. Nhìn, là cái vô cùng tốt ở chung người, thế nhưng hốc mắt sau ngẫu nhiên vạch qua lạnh lùng túc sát chi khí, làm cho tâm thần người không khỏi cảnh giác. Tại hạ, công tôn thần. Công tôn thần. Tần Thiên vì đó cười một tiếng, cố ý trả lời, chưa từng nghe qua. Đổi lại là bình thường trẻ tuổi nóng tính tâm cao khí ngạo coi trời bằng vung thiên kiêu kỳ tài cái này một hồi sợ là bốc hỏa ba trượng nhưng công tôn thần từ đầu tới cuối duy trì lấy dối trá hòa ái nụ cười nói ta chỉ là một cái tầm thường vô vi hạng người tần thiên các hạ chưa từng nghe qua tên của ta đó là chuyện đương nhiên ta cũng không giống như tần thiên các hạ như vậy quan mang vạn trượng lẽ loi một mình quát tháo phong vân có thể uy hiếp đến mấy chục vạn danh nhân tộc thiên tài đồng thời chém giết một đầu thực lực gần nhau bản nguyên thông thiên cảnh tuyệt thế hung thú. Quá khen. Tần thiên mặt không biểu tình, nói, ngươi đến cùng có chuyện gì? Tần thiên các hạ không phải là muốn biết rõ, nơi đây vì sao tụ lại nhiều như vậy thiên tài sao? Vậy thì do ta tới nói cho ngươi đem. Công tôn thần rõ ràng dưới cuốn họng, tự thuật nói, tại bên trong cốc này. Sinh tồn một đầu vạn năm huyền quy. Huyền quy. Tần thiên bừng tỉnh đại ngộ, bản nguyên huyền quy thuộc về bản nguyên thần thú huyền vũ đời sau. Huyết thống phẩm chất, có thể xưng được là trung cấp bản nguyên thần thú huyết thống. Đều nói ngàn năm vương bát vạn năm ba ba. Một đầu vạn năm thọ nguyên, bản nguyên huyền quy, có thể nói toàn thân cao thấp đều là bảo bối. Rùa huyết, tư, tâm, bổ, dương, lớn mạnh huyết khí. Rùa đan, tăng cao tu vi, cường hóa xương cốt. Thịt rùa, cũng là hiếm có mỹ vị món ngon, đối với thân thể các phương các mặt tính cả tu vi đều có không thể coi thường tác dụng bắt được tần thiên động tâm thần sắc công tôn thần thừa cơ nhắc nhở đầu kia vạn năm huyền quy thực lực có thể cùng siêu phẩm bản nguyên triệt địa cảnh cường giả đánh đồng với nhau bất mãn tần thiên các hạ ta đây bản thân là vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh cùng đầu này bản nguyên huyền quy trên lệch rất xa a à. giờ phút này tần thiên các hạ đến đây ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ dễ như trở bàn tay, tiêu diệt đầu kia huyền quy thần thú. Có thể so với, siêu phẩm bản nguyên triệt địa cảnh cường giả. Ta lại nhảy cái ai da, cái này nhanh đuổi qua con dị thú kia con nghe. Ở nơi này đế bản đại chiến trong không gian, cũng được cho số một, đứng hàng đầu hung thú bá chủ rồi a. À. Tần thiên bất động thanh sắc, trong lòng thầm nghĩ, chỉ bằng ta hiện tại cử chuyển sơ giai thần phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước tu vi vượt cấp diệt sát phương phẩm khoảng chừng bản nguyên đoạt thiên cảnh, cái kia là một bữa ăn sáng. Có thể nghĩ muốn chém giết một đầu siêu phẩm bản nguyên triệt địa cảnh bản nguyên thần thú, trừ phi nữ vương đại nhân lại một lần nữa khống chế thân thể của ta. Thế nhưng loại khả năng tính cơ hồ là không, thần phi nữ vương chiếm được tử hỗn độn thanh liên. Đang dùng bảo bối này thần vật, tái tạo thần khu đâu. Không có khả năng bởi vì một đầu bản nguyên huyền quy, trở ngại bản thân ngưng luyện, thần khu, tiến độ quá trình. Tần Thiên cắt hạ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn xem thanh niên thần du thiên ngoại, công tôn thần hồ nghi. A, à, Tần Thiên nhún vai, nói, nếu ta có thể lẻ loi một mình giết đầu kia vạn năm huyền quy, cái này liền là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi hảo ý đến nói cho ta biết trong cốc phòng diễn sinh sống lấy một đầu vạn năm huyền quy, đừng nói cho ta, ngươi đối với cái này vạn năm huyền quy không có hứng thú. Ha 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 tần thiên các hạ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta cũng không giấu diếm dịch công tôn thần đi thẳng vào vấn đề nói cái kia vạn năm huyền quy nội đang là trọng yếu nhất bảo bối tần thiên các hạ giết đầu này nghiệt xúc tự nhiên mà vậy chiếm cứ nội đang không người dám can đảm tiêm nhiễm thế nhưng vạn năm huyền quy huyết dịch huyết nhục đối với tu vi của ta thể phách một dạng có to lớn tính thoải mái hiểu rồi gia hỏa này là muốn cho ta ra mặt chém giết vạn năm huyền quy hắn tại chiếm chút lợi lộc lấy đi một chút thịt rùa rùa huyết ca nhưng tiếc là người này tính toán đánh hụt giờ này ngày này ta chỗ nào đối phó một đầu vạn năm huyền quy đâu tần thiên thở dài nói không nói gạt ngươi ngày đó ta có thể chém giết đầu kia có thể so với hạ phẩm bản nguyên thông thiên cảnh cường giả dị thú toan nghe dựa vào là một môn tai hại rất lớn bí pháp không đến vạn bất đắc dĩ ta sẽ không dùng ra cái kia bí pháp đến. Bởi vậy, muốn săn giết đầu này vạn năm huyền quy, để cho ta một người ra mặt, là tuyệt không có khả năng, vẫn là muốn tất cả mọi người tại chỗ, đồng tâm hiệp lực. Bí pháp Công tôn thần, trong lòng trầm xuống, là bực nào bí pháp, có thể khiến cho một cái bản nguyên đại hiền cảnh cấp bậc Có được đối kháng diệt sát một đầu siêu cấp hung thú chiến lực. Nếu là mình, có cái kia bí pháp, chẳng phải. Vô địch sao? Ha ha ha. Cái gì cậu thí bí pháp? Bất quá là ngươi nói bậy nói bạ thôi. Ồn ào tiếng nổ tung. Người khoác đen kịp giữ tận áo giáp, cái óc sáng loáng sáng lên, trong tay một chui chùy sắt lớn thanh niên, dẫm lên đại địa, hung thần ác sát đi ra. Nói bậy nói bạ, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khí tượng thương cổ sợ hải sơn cốc trước, mấy vạn danh thiên tài, ngược lại hít một hơi khí lạnh, gia hỏa này quá làm càng a à, dám dùng loại này khẩu khí hướng cái kia cái thế vô địch yêu nghiệt nói chuyện hắn sẽ không sợ mình bị cái kia yêu nghiệt một bàn tay chụp chết sao ngươi thì là người nào tần thiên ánh mắt ngưng trọng ăn mặc thật dày đen kịp áo giáp cái óc phát sáng không có một chòm tóc ngũ quan khát máu tàn bạo trong tay nắm chùy sắt lớn thanh niên thiên kiêu mang đến cho mình uy hiếp cảm giác so với gần trong gan tất công tôn thần là không chút thua kém đổi giả thuyết thực lực của người này tu vi, có thể cùng vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh cấp công tôn thần khác sánh vai cùng. Hắc hắc! Bản đại gia Vũ Văn Hùng Thanh niên đầu trọc, khóe miệng cười nói. Khoảng cách tầng thiên còn có xa mười mấy mét thời điểm, hắn ngừng lại. Trong tay thiết chù y, rất là tùy ý đặt ở dưới chân. Bành long long. Làm cái kia nhảy lên lấp lóe ngàn vạn phù văn chữ cổ lão trầm trọng thiết chù y, tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt sóng to gió lớn ào 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 nhấc lên từng đạo từng đạo vết rách mạng nhện một dạng tại bên mông đại địa bên trên tàn phá bừa bãi lan tràn a à, cái này cây thiết chùi y nói ít có mấy trăm vạn cân a à. tần thiên trầm ngâm nói ngươi nói ta là nói bậy nói bạ có gì căn cứ đâu kỳ thật tần thiên nói ra thật đúng là biên ra cái gì còn không sợ liền sợ gặp được loại này toàn cơ bắp không có quy tắc gia hỏa đi lên làm rõ nhưng không như mong muốn lão thiên gia luôn yêu thích cùng mình nói đùa cái kia tần thiên chỉ có thể là bảo trì trấn định tiếp tục lắc lư đi xuống lão tử không có bằng chứng có thể ngươi chính là nói bậy nói bạ lời không phục có thể mở ra ngươi nói cái kia bí pháp đến cùng ta đại chiến một trận a vũ văn hùng rất có bá khí dựa theo tần thiên nhận biết đây là ngu đần vạn chúng nhìn trừng trừng dưới để cho người ta như vậy tùy ý làm bậy khiêu khích công tôn thần ánh mắt nheo lại, chờ mong không thôi, hắc. Ngươi hội làm thế nào đâu? Vô luận đối phương là bản nguyên đại hiền cảnh cũng tốt, cũng hoặc là bản nguyên đoạt thiên cảnh, bản nguyên triệt địa cảnh. Tần thiên ngông nên kiên cường, ninh chiếc bất khuất, không có khả năng lùi bước chịu thua, khóe miệng nhấc lên đẫm máu đường cong, ta đã nhìn ra. Ngươi chính là ở không đi gây sự. Cần ăn đòn A. Hắc. Khẩu khí không nhỏ. Cử chuyển sơ giai thần phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước, lão tử một cái búa có thể đem ngươi biến thành thịt vụn. Vũ Văn Hùng cười lạnh, cầm lên bày ở dưới chân chùy sắc lớn, chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, tiểu tử, nếu là ngươi có thể tiếp được lão tử một chùy y, ta liền bỏ qua ngươi. Muốn là không thể lời nói. Hắc hắc. Vậy ngươi cũng phải có cơ hội, phát ra một chùy y này mới được. Tần Thiên nói xong, dứt khoát ném ra dừng lại thời gian càng không 72 biến định thân thuật. Ách! Đó là! Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Cái kia chùy sắc lớn, không phải cái kia vũ văn hùng binh khí sao? Làm sao đến đó cái yêu nghiệt trong tay? Không khí quỷ quyệt sợ hãi. Mấy vạn danh thiên tài trong tầm mắt, vũ văn hùng nâng quá đỉnh đầu chùy sắc lớn, không thấy tâm hơi. Để cho một bộ áo trắng, Ông nhuận gầy gò thanh niên, một tay chọc vào bàn tay ống tay áo bên trong nắm đấm không tự chủ được nắm lên công tôn thần không thể tin được không đạo lý nha hắn làm được bằng cách nào đây là di hình hoáng vị có thể coi là tốc độ của hắn lại nhanh ta cuối cùng nên bắt được một chút quỷ tích di động mới đúng a à? hiểu kết quả là ta căn bản không nhìn thấy hắn di động qua a à. hỗn trướng vũ văn hùng đâm đầu nháy mắt về sau chửi ầm lên ngươi tên yêu nghiệt này tiểu nhân hèn hạ chiếm trước ta thần binh tính anh hùng gì hảo hán không phải liền là một chui phá cái búa sao trừ nặng một chút còn có gì tốt tần thiên ước lượng lấy khảm nạm đại lượng cổ phát phù văn thiết chù y nói ngươi nói nếu là ta dùng cái này cái búa nện ở ngươi trên đỉnh đầu hội là cái gì hình ảnh đâu t vũ văn hùng không rét mà rung đối phương có thể lặng yên không một tiếng động, cướp đi trong tay mình chùy sắc lớn. Vậy cũng mang ý nghĩa, đối phương thật sự có năng lực, thần không biết quỷ không hay, một cái búa nện ở hắn trên đỉnh đầu. Về phần là dạng gì hình ảnh? Không cần nói cũng biết. Ngươi! Ngươi đừng làm ẩu! Ta Vũ Văn Hùng không phải dễ khi dễ, đem ta chọc tới. Ha ha! Tần Thiên ngửa mặt cười to, tiện tay đem thiết chuỗi ném cho đối phương, nói, vẫn là câu nói kia, chư vị ở đây, nhất dễ dàng đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu, săn giết đầu kia vạn năm huyền quy. Trước đó nha, ta không muốn cùng bất kỳ người nào làm to chuyện. Nói tới chỗ này, Tần Thiên trực tiếp nhìn chầm chầm Vũ Văn Hùng, hỏi, ngươi có thể minh bạch. Hiểu, cắn răng, Vũ Văn Hùng không quá tình nguyện, trả lời một tiếng. Đại ca ca thực sự là uy phong. Nhìn thấy khí diễm phách lối Vũ Văn Hùng, thuần thục nhận sai. Tiểu nha đầu sùng bái nói ra. Đó là gia hỏa này quá ngu ngốc, lộ ra ngu đần đâu. Tần Thiên cười thầm. Tần Thiên cắt hạ thủ đoạn, khó lường thần bí, làm cho người tin phục. Công tôn thần chắp tay, nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiến vào sơn cốc, săn giết đầu kia vạn năm huyền quy A. Sư, sư, hơn bốn vạn danh thiên tài thân ảnh, ào ào, tranh nhau chen lấn, tràn vào chiếm diện tích phạm vi mênh mông, chấn nhiếp tâm hồn cao chót vót trong sơn cốc. Trong cốc, cảnh tượng càng siêu thoát hiện thực. Ngũ quan thập sắc, thanh thúy tươi tốt nguyên thủy hoa cỏ cây cối. Còn có xuyên toa tại xanh tươi bụi trong rừng độc trùng mảnh thú, cũng là bề ngoài tiên diễm, kỳ thực giấu giếm sát cơ, thôn vệ lòng người. Mảnh sơn cốc này, chính là đầu kia vạn năm huyền quy lãnh địa, chế tạo ra chút động tĩnh liền có thể đem nó hấp dẫn ra đến. Vũ Văn Hùng, phối hợp vừa nói, một cái búa đập vào phía trước trên mặt đất. Bành. ầm ầm. Long trời lỡ đất, các bay đá chạy. Tại thiết chù y kia công kích chỗ, lộ ra một đường sâu không thấy đáy đen hố. Hố to bên ngoài rạn nứt dấu vết, kéo dài ngàn mét, nhìn thấy mà giật mình. Thật mạnh. Đây là hắn tùy tiện huy động một chù y. Nếu là toàn lực bộc phát, thật không biết muốn có tổn thương bao lớn. Nguyên một đám thiên tài, đối với cái kia vũ văn hùng lộ ra kính sợ kiên kỵ thần sắc săn giết vạn năm huyền quy trước mấy vạn danh thiên tài còn có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục các loại săn giết hơn vạn năm huyền quy chia sẻ chiến lợi phẩm thời điểm nhưng chính là quyết liệt trở mặt chỉ lúc trống thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua vũ văn hùng đều dự định đang thi triển ra lực phá hoại thời điểm một đường xen lẫn cực độ hồng hoang cổ lão khí tức hồng chung đại lữ giống như trường ngâm âm thanh trong cốc cuối cùng nổ tung. Phong quyển tàn vân chi thế, bao trùm trăm vạn dặm thiên địa. Kéo dài tại trong sơn cốc này một bông hoa một cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, giống nhau yên lặng lại sợ hãi bên trong, nơm nớp lo sợ, lung lay sắp đổ. Hắc hắc! Muốn đi ra! Vũ Văn Hùng đang nghe chuyện trên TV audio CV nhiệt huyết dân trào, nắm chùy sắt lớn, lui về phía sau một khoảng cách. Trăng rắc! Trăng rắc! một tôn quái vật khổng lồ giống như là hoàn toàn u ám kinh khủng mênh mông đại hải che đậy thiên che mặt trời đem cảng ở phía trước xanh tươi che trời rừng rậm nguyên thủy kiên quyết lên gò núi phong ngọn núi nghiền ép xé nát mau lẹ đi tới mấy vạn danh nhân tộc thiên kiêu phía trước ngao ngao sơn xuyên đại hà phong ngọn núi rừng rậm tại đây cổ lão kinh khủng quái vật khổng lồ trước đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi không nhịn được nghiền ép đụng vào hơn bốn vạn danh nhân tộc Thiên Kiêu, đính thở, mở to hai mắt nhìn. Cho dù là tầng thiên, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nằm sắp hiện ra ở phía trước vạn năm huyền quy, toàn thân giống như là một tòa mang hoang đại sơn, vạn mét cao dài, ba, bốn vạn mét trường. Phần lưng chở đi một bộ kiên cố không phá vỡ nổi, trải qua tan thương tuế nguyệt ăn mòn, lại sáng loáng sáng lên đen kịt che kín bụi gai trong mai rùa. Cho dù là một vị bản nguyên triệt địa cảnh cường giả thế công, công kích ở nơi này đen kịp mai rùa bên trên, chắc hẳn cũng không để lại một đường dấu vết A. Không chút khách khí nói, đầu này vạn năm huyền quy thực lực, có thể có thể so với siêu phẩm bản nguyên triệt địa cảnh. Nhưng mà lực phòng ngự của hắn, kinh khủng hơn bể nghệ. Lộc cục mắt thấy vạn năm huyền quy diện một chân thật, nguyên một đám nhân tộc thiên tài, thẳng nuốt nước miếng, dựng tóc gáy. Ông ông ông. So với tinh thần nhật nguyệt cũng không đủ trong mắt chuyển động vạn năm huyền quy cúi đầu nhìn xuống hơn bốn vạn danh nhân tộc thiên tài mở miệng nói tiếng người người đẳng nhân loại quấy rầy bổn vương ngủ say tội đáng chết vạn lần còn không mau rời đi ha 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 vạn năm huyền quy ăn ta một chù y một bóng người rào rạc khí thế phóng lên tận trời thiết chù y nâng quá đỉnh đầu hung hăng đập hạ xuống vượt quá tưởng tượng phách thiên liệt địa phong bạo đã kích tại vạn năm huyền quy trên đầu nổ tung nổ lớn tiếng đợi cho sương mù quan hoa lui bước tại vạn năm huyền quy đầu mặt ngoài người bất quá hiện ra một vòng nhàn nhạt dấu vết cái này đều không khác mấy có thể uy hiếp được thánh phẩm bản nguyên triệt địa cảnh cường giả một chù y phong bạo còn không thể xé mở vạn năm huyền quy huyết nhục nếu là đầu này vạn năm huyền quy trúng vào vỏ rùa mà nói đây chẳng phải là vô địch đậu đen rau muốn vũ văn hùng nụ cười ngưng kết thực sự là trống. Bên trên nhận lấy Vũ Văn Hùng công kích vạn năm huyền quy, giận tím mặt, phát ra gào to gào thét, xuyên qua cổ kim. Hàng trăm hàng ngàn, thực lực không đủ, nhân tộc thiên tài, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Tần thiên ngược lại còn tốt, chỉ là trong nháy mắt khí huyết phun trào. Bên cạnh một đám nữ tử, đó cũng là tại đế bản đại chiến bên trong thoát thai hoáng cốt, trưởng thành trác tuyệt. Đối với vạn năm huyền quy gào thét sóng âm, Tuy nói có phản ứng, ngược lại cũng sẽ không thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất. Hô. Ngưng thần định khí, công tôn thần dưới chân lấp lóe thất tinh thần quang, uy nghi thần thánh. Ngoài thân trên trường bào, hội họa minh khắc thất tinh quang đoàn, cũng là chiếu rọi ra ức vạn thần mang, ngàn vạn thủy thải. Các vị, săn vết vạn năm huyền quy, nhất cử ở chỗ này. Không biết trời cao đất rộng nhân loại tiểu tử Ta muốn đem các ngươi đều mai táng ở chỗ này. Vạn năm huyền quy, mở cái miệng rộng, phun ra chồng chất, tre già dạ măng mọc, phạm vi mênh mông cùng phong trùng kích. Cái này hung hăng ngang ngược bén nhọn cùng phong trùng kích, đủ để xé rách bình thường bản nguyên đại hiền cảnh cường giả phòng ngự bình chướng. Tần thiên biến sắc, ni kiêu ni kiêu nô no mi, siêu cấp lớn bắn ngược. Phanh phanh phanh. Bá đạo hồn nhiên phản lực, đem nhào về phía mình cái phương hướng này cùng phong trùng kích tan rã triệt tiêu mất tần thiên quay đầu nhìn xem tiểu nha đầu đem ngươi cái kia chúc phúc thủ đoạn lấy ra tốt lắm tiểu nha đầu vui vẻ gật đầu trong tay từng đạo từng đạo tối nghĩa mông lung cấm kỵ huyền ảo cổ lão bất hủ linh vu phù văn dâng lên sưu sưu chợt từng đạo từng đạo gánh chịu lấy chúc phúc chi lực linh vu phù văn nghiễm nhiên bay vào tần thiên ma giáo đại tiểu thư đông phương khê khương nguyệt nhi nam cung điệp vũ chúng trong thân thể. Cái này, là... Nam Cung Điệp Vũ, không thể tin được đánh giá bản thân, ta cảm giác lực lượng của mình, tăng lên không chỉ một lần. Ta cũng là... Lữ Tiểu U đầu hơi gật, Tiểu Nha đầu, ngươi thật lợi hại. Có loại này giúp người tăng thực lực lên thủ đoạn, lúc trước sau không lấy ra. Hì hì, các ngươi cũng không để cho ta làm như vậy nha. Tiểu Nha đầu cười trả lời. Ai, Ai biết ngươi có năng lực như vậy a à, hiểu được, đã sớm nhường ngươi dùng. Một đám nữ tử im lặng. Bành Long. ầm ầm Chiếm diện tích vạn khoảnh sơn cốc, hóa thành đất bằng. Thiên không du động che phủ thương khung, chia năm xẻ bảy. Vạn năm huyền quy khởi sướng dẫn đến, có thể nói trời đất sụp đổ, núi lửa phun trào, hồng thủy tràn lan. Một trận đại chiến khoáng thế, không thể tránh được. Ken. Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, sử dụng triệu hoán tạp phiến đạo cụ. Nhắc nhở ký chủ triệu hoán tạp phiến đạo cụ trưởng thành thuộc tính tuyên bố chỉ thị. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự chiến thần hình thiên, binh khí, kiền, thích, kỹ năng, hình thiên múa kiền thích. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự tề thiên đại thánh tôn ngộ không, binh khí như ý kim cô bổng, kỹ năng 72 biến, cân đấu vân, hỏa nhãn kim tinh. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, cứu cực thể chữ số bảo bối Ophanimon, kỹ năng sinh mệnh chi thụ thủy tinh, ánh sáng thần thánh. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Pokemon Pikachu, kỹ năng ngàn vạn vôn, sấm sét vang dội. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự nguyệt cung tiên tử hàng Nga, binh khí nguyệt cung bảo kiếm, kỹ năng tây tử nâng trái tim, thường Nga bôn nguyệt, trầm ngư lạc nhạc thuật. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Hokage những giả hiểu thành viên tổ chức tiểu nam, kỹ năng thần chi chỉ giả chi thuật, chỉ phân thân thuật, giấy trong tay kiếm, thức chỉ chi vũ thần phạt. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, hải tạp vương thất vũ hải nữ đế hang cốc, kỹ năng thạch hóa chi thuật, điềm điềm cam phong, tù binh chi tiễn. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, đại đường cao tăng đường huyền trang, tọa kỵ bạch long mã tử kim áo cà sa kỹ năng kim cô chú phật pháp vô biên phổ độ chúng sinh trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ thần thoại cố sự thiên bồng nguyên soái trư bát giới trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ thần thoại cố sự đại địa chi mẫu nữ hoa nương nương trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ dragon bonbot hoàng kim hình thái phi gia đại vương trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự đạo gia tam thanh một trong thái thượng lão quân. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự cửu thiên huyền nữ. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Hokage nhẫn giả một dịp thôn Hyuga nhất tộc bạch nhãn công chúa Hyuga Hinata. Yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, lại một lần nữa triệu hoán mà ra. Lúc này cái này hỗn loạn thoải mái tình thế, nhưng không có người chú ý tới lăng không toát ra triệu hoán nhân vật ầm ầm ào 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 sơn giả phá toái cây rừng chôn vùi càng không thiên hạ yên lặng tại một bộ tận thế cảnh tượng bên trong chở đi đen kịp mai rùa vạn mét cao dài vạn niên huyền quy hét lớn một tiếng giống như là một tôn không cách nào ngăn cản có thể đụng nát thiên địa thần trụ vô thượng đại ma thần đánh về phía phía trước mấy vạn danh nhân tộc thiên tài nếu là cho cái này quái vật khổng lồ, chặt chẽ vững vàng đụng vào. Cho dù là hạ phẩm bản nguyên thông thiên cảnh tu sĩ, không chết cũng sẽ lột da. Mấy vạn danh nhân tộc thiên tài, kinh sợ, triển khai thân pháp, đối với vạn niên huyền quy lựa chọn tránh né mũi nhọn chiến lược phương thức. Sư Sư Trong nháy mắt công phu, mấy vạn danh nhân tộc thiên tài, bầu trời đầy sao đồng dạng, vụn vặt lẻ tẻ, phiêu phù ở vạn niên huyền quy trọng lớn giữ tận to lớn thân hình bên ngoài. Bởi vậy vừa đến, vạn niên huyền quy thân thể, các cái phương vị đều thừa nhận công kích tổn thương, đầu đuôi không thể chiếu cố. Đừng quản vạn niên huyền quy mai rùa, cỡ nào không gì phá nổi, bất hủ bất phôi, cứ thế mãi nhận mấy vạn danh nhân tộc thiên tài toàn phương vị đã kích, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Hắc Long trời lỡ đất, quyết định nhanh chóng đầu đội kim quang, bên cạnh áo giáp, dưới chân cân đấu vân tề thiên đại thánh tôn ngộ không, một cái như ý kim cô bổng, chuẩn xác không sai, đánh đánh vào vạn niên huyền quy mai rùa bên trên. Cái này vỡ nát càng không một gậy, chỉ là để cho vạn niên huyền quy đen kịp bụi gai mai rùa, toát ra từng mảnh từng mảnh sáng chói hỏa hoa. Làm cho người há mồm trợn mắt. Ánh sáng thần thánh. Cao gậy thước tha đường cong để cho tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ toàn như lưu ly áo giáp màu xanh kính kẻ bao vây lấy. Cứ cực thể chữ số bảo bối Ophanimon, phía sau thiên sứ cánh nhào động, chiếu rọi ra ngàn vạn thánh quang. Nhất khí hóa tam thanh, tiên phong đạo cốt, chấp tay đặt chân ở lò bát quái bên trên hệ thống triệu hoán nhân vật, thái thượng lão quân, không cam lòng lạc hậu, phát ra kỹ năng thần thông. Giờ này ngày này yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, trưởng thành thuộc tính là siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh cấp bậc nhưng tổng hợp yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, cái kia kinh thế hải tục vô thượng chiến lực đến tính toán, từng cái yêu nghiệt hệ thống triệu hoán vai tuần thực lực, không thể so với vương phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh kém. Đông Thùng thùng Thiên kỳ bách quái, đáp ứng không xuể thần thông diệu pháp, phản phất mưa hoa đầy trời, thiên nữ tán hoa, ngàn vạn, liên tục không ngừng giáng lâm tại vạn niên huyền quy thể phách bên trên. Thất tinh bí thuật Thất tinh trảm vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh tu vi phát huy vô cùng tinh tế thúc dục. một bộ thất tinh trường bào khí vũ hiên ngang công tôn thần ngoài thân bảy đạo sáng chó sáng tỏ ngôi sao hợp thành một đường nhất thời một đường có thể khai thiên tích địa phong mang tất lộ quan hà ngất trời thất tinh vết chém hoành không xuất thế sao băng bạo tạc đầu toàn cơ bắp lại là cái thứ nhất đối với vạn niên huyền quy phát ra thế công vũ văn hùng nặng mấy triệu cân lượng chùy sắc lớn trong tay hắn cử trọng nhược khinh, quơ múa, xuất thần nhập hóa. Nhất lên bá đạo lăng lệ, cấm kỵ phá hư phong bạo. Kéo dài không dứt, một lượt chịu một vòng này, tập kích chạm đến tại vạn niên huyền quy to như vậy cao chót vót thân hình bên trên. Mặt khác, vây công vạn niên huyền quy mấy vạn danh thiên tài bên trong, thâm tàn bất lộ, rốt cục tiệm lộ tài hoa thiên kiêu, lục tiếp theo hiện ra. Chỉ là hạ phẩm bản nguyên triệt địa cảnh, thì có hơn 20 cái. Thượng phẩm bản nguyên triệt địa cảnh Cũng có hơn 10 người Cùng Vũ Văn Hùng Công tôn thần một dạng Vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh Còn có một cái xấu xí thanh niên Một cái thanh thuần nữ tử Goro Goro -nomi, Một ức vôn lôi long Goro Goro -nomi, Một ức vôn lôi thú Goro Goro -nomi, Một ức vôn lôi điểu Quần áo màu trắng Hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp Lóa mắt hừng hực lôi điện quang hoa che giấu Tần thiên ngoài thân, ba đầu đắm chìm trong cuồng cuộn hùng hồn, lôi đình năng lượng bên trong quái vật khổng lồ, gầm rú xuất thế. Đi! Nương theo lấy thanh niên một tiếng quát mắng. Có thể miễu sát siêu phẩm bản nguyên đại hiền cảnh cường giả lôi điểu, lôi long, lôi thú. Dương nanh múa vuốt, rơi vào mục tiêu cực lớn vạn niên huyền quy trên người. Không chỗ nào lo lắng, chỉ là nổ tung từng đoàn từng đoàn quan mang phong bạo. Chỉnh thể đi lên nói, chính là cho vạn niên huyền quy cào một lần ngứa ngáy lại hoặc là tựa như là người cầm châm nhói một cái mu bàn tay a à, công tôn thần cao mày truyền âm nói tần thiên các hạ chúng ta đều liều mạng như vậy thi triển thủ đoạn hy vọng cho đầu này vạn niên huyền quy mang đến càng nhiều tổn thương hơn mà ngươi lại che giấu không tốt lắm đâu tần thiên không có giải thích tự mình phóng xuất ra thể nội lực lượng trong tay cũng không nhàn rỗi nhanh như thiểm điện bóp ra một chuỗi ấn ký, bát kỳ đại xà chi thuật. Ngao ngao ngao. Sương mù màu trắng, thôn thiên tế nhật. Sau đó, một đầu dài lấy tám khỏa giữ tận đầu, toàn thân quyển đóng vẫy màu trắng bát kỳ đại xà thần thú, gào thét chui ra. Trống. Vạn niên huyền quy, thân hình cứng ngắc, bát kỳ đại xà thần thú, thế mà bò tới trên người hắn, cuốn lấy cổ của nó. Thân rắn căng cứng, lực đạo khủng bố, để cho vạn niên huyền quy có chút ngạc thở cảm giác, đồng dạng, giận không kềm được. Đây là, công tôn thần mắt thấy màn này, không lắm mồm nữa. Phốc phốc. Bác kỳ đại xà thần thú, rốt cuộc là không thể đem vạn niên huyền quy ghiềm chết. Cái kia cũng có chút không thực tế. Tại vạn niên huyền quy dưới móng nhọn, quấn quanh lấy vạn niên huyền quy của bác kỳ đại xà thần thú, huyết nhục văn tung tóe thành một đoàn sương mù, biến mất không còn tâm tích thiên nữ tán hoa dung nhan thịnh thế đẹp như thiên tiên hệ thống triệu hoán nhân vật cửu thiên huyền nữ đâm ra trong tay cửu thiên huyền nữ kiếm lộng lẫy rực rỡ ầm ầm sóng dậy đóa hoa hải dương hiện ra gạt ra hư không sấm sét vang dội sau đó là pokemon pikachu kỹ năng thế công một mảng lớn hắc ám trong mây đen vương dài leo ra từng đạo từng đạo lực phá hoại cực đoan ồn ào kinh khủng sấm chớp thần chi chỉ giả chi thuật Thạch hóa chi thuật Nhu quyền pháp, lắm mồm 36 trưởng Hình thiên múa kiền thích Hoàng kim đạn năng lượng Kim cô chú Làm cho người Hoa cả mắt kỹ năng Trong đó bao gồm Hokage những giả hiểu thành viên tổ chức tiểu nam Hải tặc vương nữ đế hang cốc Thần thoại cố sự chiến thần hình thiên Thần thoại cố sự hàng Nga tiên tử Pokemon Pikachu Hồng học Hồng học Hỗn hỗn độn độn, toát ra phân liệt tách rời hình dáng thương khung, không gọp đủ rơi ra mưa to. Hạt đậu lớn nhỏ nước mưa, lấp bốt, đập ở một cái cá nhân tộc thiên tài, cùng cái kia vạn niên huyền quy thân hình bên trên. Cũng cho cái này chịu khổ hủy diệt ăn mòn, không được cảnh tượng mênh mông đại địa, biệt kín một kiện u ám nghe thường. Trống. Không gì phá nổi, vững như thành đồng vách sắt thân thể, không ngừng bị đả kích vạn niên huyền quy, lâm vào chưa từng có phẫn nộ bạo ngược bên trong, ngao ngao. Hôm nay bổn vương không giết sạch các ngươi những cái này ghê tởm nhân loại, thề không bỏ qua. Nghiệt súc, ngươi đây là mơ mộng hảo huyền. Vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh tu vi xấu xí thanh niên, cười khẩy nói, ngươi chẳng những giết không được ta, ta sẽ còn ăn ngươi thịt, uống máu của ngươi. Trống. Vạn niên huyền quy, bị kích thích mạnh, khóa được cái kia xấu xí thanh niên. Cái này nghiệt xúc đáng chết vốn là một phen diễu võ dương oai mở miệng châm chọc vạn niên huyền quy vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh xấu xí thanh niên phát hiện cái kia vạn niên huyền quy lại là để mắt tới bản thân về sau lập tức sau cuộc sống một trận phát lạnh sợ vỡ mật nơi xa còn tại thờ ơ phát ra từng đạo từng đạo thế công tầng thiên giống như cười mà không phải cười đây chính là miệng tiện gây tai họa a trống trống tiếng trống to trung trời hám địa quỷ thần né tránh. Vạn niên huyền quy cái đuôi, chừng trăm vạn mét trường, chiếm cứ toàn thân một phần ba. Càng là kinh khủng một chút, cái này trên đuôi mọc đầy sắc bén gai ngược, còn có kiên cố không phá vỡ nổi đen nhánh lân phiến. Đối với vạn niên huyền quy mà nói, nó lớn nhất có lực phòng ngự là trên lưng mai rùa. Mà lực công kích nhất rác tuyệt thì là cái mông sau cái đuôi. ầm ầm Hư không không chịu nổi hắn uy, thất linh bát toái vạn niên huyền quy thân hình rung lên cái đuôi quét ngang mà ra ven đường qua đại địa băng liệt thương khung vặn vẹo hàng trăm hàng ngàn thiên tài đến không kịp trốn tránh phấn xương vỡ thân thân tử đạo tiêu tử vong nguy cơ có thể đụng tay đến xưa nay chưa từng có nồng đậm hung hãn có vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh tu vi xấu xí thanh niên cái óc gân xanh nhảy ra không tiếc đại giới kích phát ra thể nội toàn bộ bản nguyên chi lực cầm ra bản thân nhất bền chắc không thể phá được thủ đoạn phòng ngự đến. Long trời lở đất, một tiếng âm vang tiếng vang. Vạn niên huyền quy cái đuôi, gió quét lá vàng, trẻ tre chi thế, đem xấu xí thanh niên phòng ngự bình chướng xé rách đánh tan. Lại sau đó, từng đôi tầm mắt nhìn chăm chú bên trong, cái kia vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh tu vi, xấu xí thanh niên, máu me đầm đìa, nửa chết nửa sống, đập xuống mặt đất. Cái này, chính là khiêu khích vạn niên huyền quy xuống tràng ở đây bắt đầu có không ít người hối hận không kịp vì sao muốn đến vây công đầu này khủng bố tuyệt luân vạn niên huyền quy ta cũng là thời điểm nên chơi một chút kết quả thật bằng không thực sự là làm thịt giết không được cái này lớn vương bác liếm môi một cái tần thiên tập trung ý chí ý chí lực chuyển đạt cho yêu nghiệt hệ thống ken ken nhắc nhở ký chủ mở ra yêu nghiệt hình thái Chúc mừng ký chủ thu hoạch được gấp 100.000 lần điểm chiến lực công suất. Nhắc nhở ký chủ mở ra ngũ giai siêu say đa thương lam sắc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 12 vạn lần điểm chiến lực công suất. Nhắc nhở ký chủ mở ra thập vĩ Jinchuriki hình thức, thu hoạch được kỹ năng thập vĩ vĩ thú ngọc. Nhắc nhở ký chủ mở ra Vasto Ichigo hình thái, thu hoạch được kỹ năng hủy diệt bào hao. Nhắc nhở ký chủ mở ra bất bại chiến long huyết mạch. Nhắc nhở ký chủ mở ra ngũ giai thiên sinh nhãn. Nhắc nhở ký chủ sử dụng thiên mã tọa thánh y, thuộc tính tuyên bố chỉ thị. Thiên mã tọa thánh y, anime thánh đấu sĩ áo giáp một trong. Ký chủ mặc về sau, chiến lược rõ rệt tính cấp cao, lại mặc thiên mã tọa thánh y trong lúc đó, có thể sử dụng kỹ năng siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền. Lưu vàng ống ánh, sáng long lanh không tì vết, phù văn lấp lóe thần thánh bất hủ thiên mã tọa thánh y, hoàng mỹ vô tích bao vây lấy thon dài dáng người. Từ nơi này thánh y trên khải giáp, tản ra nhiều lần hào quang ống ánh, mơ hồ trên chín tầng trời phát họa ra một đầu dương cánh chạy vội, quan sát càng khôn, cao quý chí thánh thiên mã thần thú hư ảnh. Tầng thiên tóc đen đầy đầu, cũng là như dao tự mãn, bừng bừng xung quang thuần túy thương hào quang màu xanh lam, yêu dị không mất máu tanh. Nguyên bản nha, cử chuyển sơ giai thần phẩm bản nguyên đại hiền cảnh 99 bước tu vi. Một hệ liệt yêu nghiệt hệ thống hình thái năng lực gia trì dưới, Tần Thiên cũng liền có tự tin, cùng sơ giai vương phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh cấp bậc cường giả phân cao thấp. Nhưng là ở mở ra tầng tầng yêu nghiệt hệ thống hình thái năng lực trước. Tần Thiên còn tiếp nhận rồi tiểu nha đầu chúc phúc, chiến lực tăng gấp đôi. Giờ này khắc này, đồ sát thánh phẩm, thần phẩm bản nguyên đoạt thiên cảnh cường giả đều có không nhỏ nắm chắc. Thương lam sắc, siêu cấp Kamehameha. Thương lam sắc siêu cấp long quyền bạo phát. Cái gì cũng không cần nói, tầng thiên đầu tiên là tùy ý làm bậy, xuất ra toàn thân cao thấp lưu động bạo tạc tính chất năng lượng, phát ra hai đạo thế như gió lốc, bể nghệ phá hư kỹ năng thần thông. Đông đông đông. Lóa mắt mỹ lệ long quyền bạo phát, vỡ nát mặt nước vũ trụ bầu trời Kamehameha, nhao nhau tại vạn niên huyền quy trên thân thể, nhấc lên không nhỏ phong bạo gần sóng. Có thể như vậy tiến độ, nghĩ muốn tiêu diệt vạn niên huyền quy, thực không biết được muốn tới bao giờ. Không cẩn thận để cho vạn niên huyền quy cái đuôi đưa tới phong bạo cọ một lần, chính là phun ra một mụn máu tươi vũ văn hùng, nổi trận lôi đình. Đột nhiên, hắn quay đầu đi, nhìn chầm chầm như thế mạo đại biến thân hình, quát, ngươi đừng cho ta trang. Nhanh lên xuất ra ngươi chém giết cái kia, siêu cấp hung thú lúc, thực lực đến. Bằng không. Lão tử chết rồi, hóa thành lệ quỷ, cũng không thả qua ngươi. Hắc hắc. Tần Thiên cười sáng lạn, ngươi muốn là lại cho ta hô to gọi nhỏ hồ liệt liệt. Ta liền đem ngươi cái búa lấy tới, tại ngươi trên đỉnh đầu đến lập tức. Tự mình nghĩ đi. Ta, Vũ Văn Hùng ăn quả đắng, á khẩu không trả lời được. 72 biến, định thân thuật. Bỗng nhiên, thiên địa vạn vật, tạo hóa càng khôn, không nhúc nhích tí nào. Tự như là có người duỗi ra mênh mông đại thủ, lấy thông thiên triệt địa vĩ lực, đem vùng thế giới này, khảm đính vào trong bức tranh. A. À, phát giác được cái này khó bề phân biệt, như thật như ảo hình ảnh. Nguyên một đám thiên tài, đôi mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi. Trống. Lớn tiếng gào, chói tai nhức óc. Hình ảnh chỉ là định cách một cái hô hấp không đến, liền biến thành tro bụi. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa phát ra 72 biến định thân thuật. Kết quả là, vạn niên huyền quy thân hình, lại là không thể động đậy. Lúc này Tần Thiên liền muốn nhảy ra, kéo cao hơn giọng, bạo tiếng quát, đều làm gì ngẩn ra đâu. Cái này lớn vương bác có lẽ là đầu óc hỏng, còn không mau xuất ra ác chủ bài sát chiêu, một mạch hướng về thân thể hắn chào hỏi. Không thể nào. Đầu này vạn niên huyền quy, sống có mấy vạn năm đi, làm sao sẽ đầu óc hư mất đâu. Chúng nhiều thiên tài, bán tính bán nghi. Thể hội hai lần 72 biến định thân thuật, quy lực vạn niên huyền quy, ánh mắt trầm trọng, nhìn chung quanh toàn trường nhân loại, là ai? Là cái kia dùng yêu pháp khắc chế bổn vương. Đừng để ta phát hiện hắn. Một vị công kích vạn niên huyền quy mai rùa, đó là chày sắt, gậy sắt mài châm, mặc dù có thành công một khắc, cũng không biết được là lúc nào. Có thể vạn niên huyền quy yếu ớt nhất đầu, lại bị cái kia thật dày giữ tận mai rùa che lại, gặp được cực đoan thế công, liền xảo dịu lùi về mai rùa bên trong, đây cũng là ở đây mấy vạn danh thiên tài, nhất buồn rầu phẫn nộ chỗ. Hiện nay, có tầng thiên 72 biến định thân thuật ngưng kết thời gian chế tạo sơ hở. Mấy vạn danh thiên tài bản nguyên thuật pháp, sát chiêu ác chủ bài, bắt đầu khóa chặt ở một nơi, không ngừng cho đã kích. Cái kia chính là vạn niên huyền quy đầu. Ngao ngao, ngao ngao, buồn gào, tức giận, điên cuồng tiếng kêu, lẫn nhau chập trùng. Nửa canh giờ công phu không có, vạn niên huyền quy dĩ nhiên đầu rơi máu chảy, thất điên bát đảo. Ha ha! Tốt lắm, thêm ít sức mạnh liền có thể thành công. Vũ Văn Hùng, mừng rỡ như điên. Công tôn thần, đó cũng là mặt mày hớn hở, lại càng không cần phải nói những nhân tộc khác thiên tài. Ngao! Ngao! Sang thành bình địa, tan thành bao la hùng vĩ sơn cốc phế tích bên trên. Cái kia che khuất bầu trời, máu me đầm địa vạn niên huyền quy, phát ra liên miên bất tuyệt, thấm nhuần chân trời bác hoang tiếng kêu rên. Bành long, phần phật, hàng ngàn hàng vạn thần thông diệu pháp, đủ mọi màu sắc, đáp ứng không xuể, trực trở muôn màu. Tựa như cái kia vực ngoại tinh không, rơi xuống mưa sao băng, thống nhất công kích tại vạn niên huyền quy, chảy xuôi theo rơi máu tư giữ tận đầu bộ vị. Trên thực tế, thừa nhận như vậy hủy diệt tính thế công vạn niên huyền quy, cũng là mất hết can đảm, sụp đổ bất đắc dĩ a. Nó cũng muốn tách rời khỏi cái kia tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng đã kích. Nhưng mà, đến mỗi thời khắc mấu chốt, liền sẽ có một cổ siêu phàm nhập thánh, huyền diệu nhìn bằng nửa con mắt lực lượng, vương dài bao lấy đến nó trên người, đem nó giam cầm khóa chặt, không thể động đậy. Mặc dù quá trình rất ngắn, vẫn chưa tới một cái hô hấp. Nhưng mà lại đầy đủ ngàn vạn nhân tộc thiên kiêu lực lượng, một lần lại một lần công kích tại vạn niên huyền quy đầu bộ vị. Hô! giam cầm vạn niên huyền quy lực lượng, không thể nghi ngờ là Tần thiên trong bóng tối thi triển 72 biến định thân thuật. Cái này nghịch thiên tối nghĩa diệu pháp, tiêu hao không phải năng lượng bản nguyên, mà là tinh thần lực, ý chí lực. Một phen dày vò, Tần Thiên đã phóng xuất ra hơn trăm lần 72 biến định thân thuật. Hình ảnh trước mắt, dần dần bắt đầu mơ hồ. Đang tiếp tục tế ra 72 biến định thân thuật, chờ một chút nhưng liền không có tinh lực tranh đoạt vạn niên huyền quy nội đang dù sao cái này nghiệt súc cũng là nửa chết nửa sống, kéo dài hơi tàn. Tiếp xuống săn giết, bản thân cũng không cần phải lại dùng 72 biến định thân thuật cho người ở chỗ này tộc thiên kiêu môn sáng lập sơ hở cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, tần thiên thối lui đến săn giết bên ngoài, hít sâu, điều chỉnh trạng thái, để cho tinh khí thần nhanh chóng khôi phục. Ô ô! Ý thức mơ hồ, thất điên bác đảo vạn niên huyền quy, vung vẩy cái đuôi, đỡ được tấn công về phía đầu bộ vị mãn lớn thế công a à, hành động này để cho hơn vạn danh nhân tộc thiên kiêu há mồm trợn mắt vạn niên huyền quy bản thân cũng là ngẩn người cùng hỉ vô cùng ha 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 cổ giam cầm bản thân diệu pháp không tồn tại những cái này ghê tởm nhân loại đem bổn vương hại thảm như vậy ta muốn bọn họ đều chết ở chỗ này nha động viên thêm vài phần tinh thần đến vạn niên huyền quy tại sắp gặp tử vong biên giới triển khai liều chết đánh cược một lần đông 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 trời đất sụp đổ lôi đình lập loè mưa to như thác hỗn loạn cao chót vót biến ảo khó lường tận thế trong tấm hình hàng trăm hàng ngàn nhân tộc thiên tài tại vạn niên huyền quy phản kích bên trong vẫn lạc bỏ mình đáng chết vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh tu vi công tôn thần bên ngoài cơ thể sáng chói thất tinh phá toái sụp đổ rơi hắn khuôn mặt tái nhợt Khó coi tới cực điểm, gầm thét lên, cái này nghiệt súc vì sao lại có thể ngăn lại bọn ta đánh giết. Còn là nói ít đi một câu a à ngươi. Vết thương chồng chất, hơi thở như trâu vũ văn hùng, đồng dạng là vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh. Nhưng thấy hắn lau vệt mồ hôi nước, nói, cho dù là đầu này vạn niên huyền quy, giờ này khắc này có thể ngăn cản chúng ta thế công, nó cũng là nỏ hết đà. Thụ thương thế nghiêm trọng như vậy, chống đỡ không được bao dài thời gian chỉ cần chúng ta khẽ cắn môi, thêm chút sức, như thường có thể tru sát nó. Dốc lòng lắng nghe Vũ Văn Hùng, Bô Bô giảng một đống lớn. Công Tôn thần cười lạnh, còn để cho ta nói ít đi một câu, ngươi không phải càng nhiều sao? Hừ. Lão tử nói có lỗi à, nếu là không phục, ngươi có thể lăng. Vũ Văn Hùng nổi trận lôi đình. Hai người kia, đầu óc có bệnh a. Nơi xa không đếm xỉa đến, chỉ là gõ cổ Vũ Tần Thiên lắc đầu cười yếu ớt, kề vai chiến đấu thời điểm, còn có thể đối chọi tương đối. Các loại cái này vạn niên huyền quy mất mạng, chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm. Hai người này a à, không thể thiếu ra tay đánh nhau, ngươi chết ta sống. Với ta mà nói, nhưng lại một chuyện tốt. Oanh Long Hơn nửa ngày, bóng câu qua khe cửa. Vụn vụn vặt vặt, thiên sang bách khổng bên mông bên dưới vòng trời, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất vạn niên huyền quy tại một lần bi tráng không cam lòng lớn trong tiếng huyết gió tinh bị lực tẩn ngã xuống đất bỏ mình hơn bốn vạn danh nhân tộc thiên tài là săn giết đầu này vạn niên huyền quy trước trước sau sau vẫn lạc hơn hai vạn người a thực sự là khủng bố cơ duyên quả nhiên không phải người nào đều có thể chia sẻ lộc cộc nguyên một đám thiên tài xuất ra hoàn toàn khác biệt bách hoa tám môn đang dược ăn vào bổ sung thể lực yên tĩnh ngắn mũi sao. Cầm thiết chù y, nụ cười hung hăng ngang ngược, thân hình cường tráng cao lớn Vũ Văn Hùng, nhảy lên đứng ở vạn niên huyền quy, đen kịch sáng loáng sáng lên, kiên cố không phá vỡ nổi mai rùa bên trên, nói, đều nghe ta nói. Cái này vạn niên huyền quy thịt rùa, rùa huyết, đều là đại bổ đồ vật. Chúng ta là một đường liên thủ săn giết đầu này vạn niên huyền quy. Bởi vậy, mỗi người đều có tư cách tiêm nhiễm một phần rùa huyết, thịt rùa. Dù sao vạn niên huyền quy thi thể rất lớn Có thể cái này vạn niên huyền quy Rùa đang nha Hắc hắc Rốt cuộc nói đến ý tưởng bên trên Chư đa thiên tài Khiệt mũi coi thường Ai không biết được Hung thú một thân tinh hoa Tất cả đều ngưng kết tại thể nội trên nội đan Vũ văn thú nói linh tinh một đống Là nhất định là vạn niên huyền quy nội đan Hưu Vạn niên huyền quy mai ruột bên trên Lần thứ hai thêm ra một người rõ ràng là cái kia nghi biểu bất phàm, xuất trần vĩ ngạn, công tôn thần. Lạnh lùng kinh thường nhìn sang Vũ Văn Hùng, công tôn thần mở miệng nói, ngươi sao không tiếp theo nói. Rùa huyết thịt rùa có thể trải phẳng. Chỉ lần này một quả rùa đang, lại nên thuộc về ai đây? Đương nhiên là ta. Vũ Văn Hùng vỗ ngực, quát, là ai cái thứ nhất hướng vạn niên huyền quy phát khởi tiến công? Là ta. Là ai tại săn giết vạn niên huyền quy trong quá trình, dũng mãnh vô cùng, đưa cho vạn niên huyền quy lớn nhất tổn thương. Còn là ta. Về tình về lý, cái này vạn niên huyền quy rùa đan, đều nên thuộc về ta. Có chút đạo lý. Có thể ngươi liền cùng đánh rắm một dạng. Công tôn thần xì nước bọt, nói, đồ tốt cũng không phải ai xuất lực nhiều, chính là của người đó. Có người không hề làm gì, đến cuối cùng cũng có thể chiếm cứ cơ duyên. Có người liều mạng, một chút cơ duyên gia lông cũng không chiếm được. Ngươi cái thứ nhất hướng về vạn niên huyền quy khởi xướng tiến công, đó là ngươi đầu óc toàn cơ bắc. A, à, Cẩu tạp toái! Lão tử ta sáng sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Nếu dám như vậy trào phúng ta, vậy liền dưới tay gặp thực chiêu A. Vũ Văn Hùng dơ lên chùy sắc lớn, phá hư bạo tạc tính chất lực lượng, thể phách bên ngoài cuồn cuộn gào thét, trung trời hám địa, khuấy động phong vân. Công tôn thần là đinh điểm không hề bị lay động, nói, bây giờ còn chưa phải là chúng ta tự giết lẫn nhau thời điểm. Ngươi quên một cái người sao? Ai vậy? Vũ Văn Hùng sững sờ. Chính là cướp đi trong tay ngươi thiết chù y, tuyên bố muốn đem ngươi đỉnh đầu đập nát người. Công tôn thần cường điệu nói. T. Vũ Văn Hùng bừng tỉnh đại ngộ, ta làm sao đem gia hỏa này quên. Một buổi ở giữa, hơn vạn danh thiên tài ánh mắt, tề tụ trên người một người. Cái này. Ta đi còn muốn xem bọn hắn chó cắn chó đây, ai biết cái này công tôn thần rất khôn khéo nha. Tần Thiên chê cười. Một mảnh phá toái hỗn độn, cảnh hoàn toàn khắp nơi phế tích đại địa bên trên. Càng là làm cho người ta lấm lét, không ngoài cái kia một đầu tảng mát ra khí tức tử vong, thân hình khủng bố to lớn vạn niên huyền quy. Mà giờ khắc này, đứng ở vạn niên huyền quy trên thi thể Vũ Văn Hùng, công tôn thần hai cái, vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh, siêu cấp thiên tài ánh mắt, hay là tại trận hơn vạn danh thiên tài, ánh mắt giống nhau hội tụ ở một cái chỉ có cử chuyển sơ giai thần phẩm bản nguyên đại hiền cảnh tu vi thanh niên dáng người bên trên. Thanh niên kia, một đầu xung quanh thương lam tóc dài, yêu dị sợ hãi. Ngoài thân là tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi ra thiên mã thần thú hư ảnh thánh y áo giáp, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập. Để cho nhiều như vậy thiên kiêu hạng người khóa chặt đánh giá. Tần thiên thâm thẳm thở dài, động thân rơi vào vạn niên huyền quy khá là mênh mông rung động tính trên thi thể, nói, vậy thì tốt, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này vạn niên huyền quy, rùa huyết thịt rùa, ta là một chút không muốn, nhưng là cái kia, nội đan nha, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tên đáng chết. Vũ Văn Hùng nghiến răng cắn răng. Công tôn thần, ngoài cười nhưng trong không cười, ngoài thân hơi có phá toái dấu vết thất tinh trường bào, chiếu sáng rạng rỡ, nói, tần thiên các hạ. Săn giết vạn niên huyền quy thời điểm Ngươi thế nhưng là một mực tại bên ngoài du đảng nha Căn bản không ra bao nhiêu lực a. À. Giờ phút này mới mở miệng liền muốn vạn niên huyền quy nội đan Có phải hay không có chút ý nghĩ hảo huyền Người si nói mộng Ha 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 Nghe vậy, tần thiên cười Trả lời, xúc lực bao nhiêu Cùng được bao nhiêu cơ duyên Có liên quan sao Trước ngươi cũng đã nói Có người liều mạng Cũng tiêm nhiễm không đến cơ duyên gia lông có người không hề làm gì, liền có thể được cơ duyên. Mà ta, liền là vậy đến cái này, vạn niên huyền quy nội đang chính là cái kia người. Ngươi, ngươi nói thật dễ nghe. Vũ Văn Hùng nuốt nước bọt, quát, tiểu tử. Ngươi cũng đừng hư trương thanh thế. Trong truyền thuyết, ngươi có thể giết một đầu có thể so với bản nguyên thông thiên cảnh cường giả siêu cấp hung thú, có lẽ là thật có việc. Nhưng trong đó nhất định có bí mật không muốn người biết. Ngươi bây giờ chỉ là cửu chuyển sơ giai thần phẩm bản nguyên đại hiền cảnh tu vi mà thôi. Ta sẽ không sợ ngươi. Vạn niên huyền quy nội đan, có ta ở đây. Ai cũng không muốn nhúng chàm. Ta nói. Ngươi là thật rất muốn cho ta lấy lấy ngươi thiết chù y, tại ngươi trên đỉnh đầu đến lập tức, đúng không? Ý cười thu liễm, tầng thiên trên mặt bịt kính một tầng khắc nghiệt bể nhễ hào quang. Vũ Văn Hùng như lâm đại địch, thối lui đến nơi xa, không nói một lời. Công tôn thần cũng rơi vào trầm mặt, hắn không dám đánh cược. Cho dù là tần thiên thời khắc này tình huống, cùng Vũ Văn Hùng suy đoán một dạng. Không có 10.000 còn có vạn nhất đâu. Thua cuộc, cái kia đó là một con đường chết, hồn phi phách tán A. À. Cộc cộc. Tần thiên trong lòng mừng thầm, chấn nhiếp rồi cái này Vũ Văn Hùng, công tôn thần lúc. Tiến bước chân vang vọng, một làn gió thơm, đập vào mặt. Là cái vừa xinh đẹp lại thông minh, Thân hình Nguyễn chuyển mỹ lệ nữ tử, khuôn mặt trắng nõn, hai con ngươi nhìn quanh. Vây công vạn niên huyền quy trong quá trình tiệm lộ tài hoa bốn cái siêu cấp thiên tài, cũng là vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh, một cái công tôn thần, một cái vũ văn hùng. Còn có một cái xấu xí thanh niên, để cho cái kia vạn niên huyền quy chụp chết. Cuối cùng chính là cái này thiên sinh lệ chất, vừa xinh đẹp lại thông minh mỹ lệ nữ tử. Tần Thiên công tử đúng không? đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại thương lam thanh niên tóc dài trên người mỹ lệ nữ tử xoay người thi cái lễ nói ta là không có phúc phận chính mắt thấy được tần thiên công tử tại đây thần bí đại sơn trước quan mang vạn trượng săn giết tuyệt thế hung thú hình ảnh nhưng ta cũng hiểu được cái này vạn niên huyền quy nội đang thuộc về lẽ ra là ở trận người mạnh nhất người này là không phải tần thiên công tử ngươi lộ ra bản sự đến là được về phần mở miệng đe dọa một đường không trở ngại mang đi vạn niên huyền quy nội đan, cũng không cần trong lòng còn có ảo tưởng. T. Thật là lợi hại nữ nhân. Không gặp con thỏ không vung ưng A. Tần thiên khá là ảo não, lại không thể lộ ra mánh khóe. Kết quả là, liền cứng đầu da đầu, ha ha cười nói, được A. Cũng liền đừng người khác. Ngươi không phải muốn ta lộ ra bản sự tới sao. Liền hai người chúng ta đùa nghịch hai chiêu, như thế nào ta à. tú tuệ nữ tử chỉ chỉ bản thân tầm mắt sau một tia gút mắt trầm trọng làm sao không dám sao tần thiên giống như cười mà không phải cười muốn là không dám vậy liền quá tốt rồi hô có gì không dám sau một khắc tú tuệ nữ tử bước liên tục đi ra cử chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh 99 bước tu vi cực hạn huy hoàng vang vọng tứ phương để cho cái này tan tành rộng lớn thiên địa, đều nơm nớp lo sợ, trung lẫy bẫy. Đại gia Tần thiên xấu hổ đến cực hạn, trong lòng la lên, nữ vương đại nhân. Lão nhân gia ngài có thể hay không bận biểu bên trong tranh thủ thời gian, đang giúp ta một A đâu. Lăng, một cái băng lãnh chữ, âm vang hữu lực, quanh quẩn tại thanh niên bên tai. Tần thiên sau cùng huyễn tượng sụp đổ, phiền muộn nén giận, ngươi không giúp ta, dựa vào chính mình ta cũng có thể mang đi cái này vạn niên huyền quy nội đan. Hơn nữa, ngươi không giúp ta, ta thế nhưng là hỏa khí rất lớn. Ngươi liền đợi đến ta rút ra không tới thu thập ngươi đi. Giết! Lực lượng ngưng kết đến tim tim tố thủ bên trên, tú tuệ nữ tử đánh đòn phủ đầu, một chưởng tế ra. Nàng một chưởng này, thoạt nhìn không hề bận tâm, bình thản không có gì lạ. Kỳ thực câu lên hủy diệt gợn sóng, trùng kích phong bạo, có thể xưng tuyệt luân. Lại đến 10 cái tầng thiên, cũng là khó mà chính diện hóa giải. Tinh khí thần, hợp làm một thể. Tầng thiên mặc niệm nói, 72 biến định thân thuật, giam cầm. Nắm lấy bị 72 biến định thân thuật, tỏa định lập tức khe hở, tầng thiên tại chỗ biến mất, hiện lên ở nơi xa. Bành long long. ầm ầm Thế công thất bại, tại chi năm sẽ bảy đại địa bên trên nhất lên sóng lớn ngập trời. Ân khí chất uyển chuyển hàm xúc vừa xinh đẹp lại thông minh mỹ lệ nữ tử đại mi nhíu chặt không thể tưởng tượng nổi là tốc độ của hắn nhanh để cho ta bắt không đến nhờ vào đó tránh qua tránh né thế công của ta cũng hoặc là cái khác lại đến tu vi hoàng mỹ phát huy lấy tú mỹ nữ tử huy trưởng như mưa hàng trăm hàng ngàn đạo trưởng ấn chịu chịu chen chen sáng chói lóa mắt giấu dếm sát cơ 72 biến định thân thuật Tần Thiên chỉ có lập lại chiêu cũ, xảo diệu tránh qua, tránh né đối phương oanh sát. Cái này, thật đúng là yêu nghiệt a. À. Hơn vạn danh thiên tài, mục tiêu mục tiêu nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ, không lời nào có thể diễn tả được. Vũ Văn Hùng nghe răng trợn mắt, quát, ngươi xem rõ ràng tên kia tốc độ di chuyển sao. Không. Công tôn thần lắc đầu, có thể ta cảm thấy. Cái kia không phải của hắn tốc độ nhanh, mà là tóm lại ta trong thời gian ngắn cũng không nói ra được cái gì dù sao người này trên người sương mù dày đặt núi non trùng điệp để cho người ta nhìn không ra nguyên cớ uống vương phẩm bản nguyên triệt địa cảnh tu vi mỹ lệ nữ tử nhảy đến trên bầu trời đuổi đánh tới cùng đủ loại thủ đoạn thi triển tại mục tiêu trên người có thể một thời gian uống trạng chung trà xuống tới mặc kệ nàng làm sao công kích cũng xúc không đụng tới cái thân ảnh kia nữa phần lông tơ hình tượng này Cảnh tượng này, quỷ quyệt khó lường, để cho tại chỗ thiên tài không rét mà rung, kinh tâm tán đảm. Hô! Bà cô này môn làm thật lợi hại a à. Âm u nát bấy trên bầu trời, tầng thiên mặt ngoài không có cái gì, mặt không đỏ hơi thở không gấp, có thể vụn trộn, đó là phá lệ sầu lo. Dựa vào 72 biến định thân thuật, mình có thể một lần lại một lần tránh đi đối phương phong mang. Nhưng mà đây không phải lâu dài sự tình nha, kéo đến thời gian càng dài. Đối với mình lại càng bất lợi. Tần Thiên tinh thần lực, ý chí lực, tại lần lượt sử dụng 72 biến định thân thuật trong quá trình kịch liệt tiêu hao. Trọng yếu hơn một điểm là bản thân chỉ có thể lẫn tránh đối phương thế công mà không thể phản kích. Một khi triển khai phản kích, Tần Thiên lực lượng đụng vào tại chỗ Tú Tuệ nữ tử trên người cũng lên không có bao nhiêu tổn thương. Mà tới được lúc kia, thực lực của mình cũng là chân chân chính chính nổi lên mặt nước. Chỉ có giờ phút này tình huống như vậy mới có thể hình thành một cổ quỷ dị áp lực vô hình, uy hiếp đến tất cả mọi người tại chỗ. Để bọn hắn nghĩ lầm, Tần Thiên là khinh thường tại đối với nữ tử kia xuất thủ, chỉ là theo nàng chơi đùa. Quanh Long Thế công như hồng, lẫn nhau chập trùng. Kết quả hoàn toàn như trước đây, đối phương hời hợt tránh ra, bình yên vô sự. Tú tuệ nữ tử tâm cảnh giỏi nhịn đến đâu, cũng nhịn không được nổi giận quát, Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Tần Thiên mang theo nụ cười rực rỡ, hỏi ngược lại. Ta là nói. Ngươi vì sao né tránh, bất công tới? Tú Tuệ nữ tử, ánh mắt nheo lại, có phải hay không có khó khăn khó nói nha. Hai mắt thanh tịnh, khuôn mặt lộ vẻ cười. Làm cho người nhìn không ra một chút xíu suy nghĩ trong lòng. Tần Thiên khoát tay áo, trêu chọc nói, ngươi ngay cả góc áo của ta đều không đụng tới ta nếu là đánh tới chỉ sợ ngươi hội hương tiêu ngọc vẫn a à. phô trương thanh thế ra vẻ cao thâm tú tuệ nữ tử một hơi mắng ngươi chính là không có bản sự đúng hay không nghe đồn đều là giả ngươi là một cái chỉ biết là hoặc nhiều hoặc ít trên nhảy dưới tránh đồ hèn nhát phép khích tướng tần thiên là sẽ không mắc lừa hơn nữa nữ tử càng là tức giận đại biểu nàng đã sợ hãi đứng lên trăm tháng ổ quay nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tú tuệ nữ tử hai tay khép lại đọc lên pháp quyết từ trong cơ thể nàng xông ra cuồn cuộn bên mông năng lượng bản nguyên hội tụ đến một chút chợt từng đạo từng đạo che đậy thiên che mặt trời ngàn mét to lớn lóa mắt sáng tỏ hừng hực hoa mỹ nguyệt quang ổ quay từ từ bay lên chừng hơn một trăm viên mỗi một viên nguyệt quang ổ quay đều tràn ngập nhộn nhạo không cách nào tưởng tượng hủy diệt uy năng hô khi triển ra một chiêu này tú tuệ nữ tử hai đầu lông mày dọc theo mấy phần cảm giác mệt mỏi tên ghê tởm ta xem ngươi làm sao tránh thoát một chiêu này mím môi tú tuệ nữ tử hư chỉ một chút ông 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 ngẫm lại xem một trăm đạo che khuất bầu trời nguyệt quang ổ quay đồng thời đập đi cái kia bao lấy phạm vi thẳng tới vạn dặm để cho người ta không chỗ có thể trốn chỉ có thể đối kháng chính diện 72 biến định thân thuật Tần Thiên thấy rõ, đúng vậy a à. Bản thân không chỗ có thể trốn. Muốn tránh thoát cái này phạm vi lớn thế công, chỉ có một cái biện pháp. Cái gì? Tú tuệ nữ tử, đôi mắt đẹp co lại thành lỗ kim, xoay người sang chỗ khác, hất lên thánh y áo giáp, thương lam yêu dị tóc dài xung quanh lên thanh niên, cười tủm tỉm đứng tại sau lưng mình đâu. Ngươi! Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này! không cần cho ta lanh lợi. Tú tuệ nữ tử khẽ kêu hô hào, giơ tay lên đánh ra. Không còn lo lắm, tần thiên tránh thoát, nữ tử nén giận một chưởng, lông tóc không thương, đặt chân ở nơi xa. Khó bề phân biệt một trận chiến đấu. Từ đầu đến cuối, tần thiên biểu hiện ra một bộ đem đối phương chơi ở trong lòng bàn tay thông dong trấn định. Vạn niên huyền quy trên thi thể, Vũ Văn Hùng nhếch nhếch miệng, nói, ngươi nói hai người chúng ta nếu là cùng một chỗ làm khó dễ đánh lén gia hỏa này tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu ngươi thực có can đảm nghĩ a à. công tôn thần không biết nên khóc hay cười muốn đánh lén ngươi đi ta thế nhưng là không đi coi ta ngốc a à, ngươi không đi ta cũng không đi vũ văn hùng mặc dù là một cây gân nhưng lại thực không ngốc hô cảm xúc táo bạo tâm cảnh đại loạn tú tuệ nữ tử thở hồng hộc khuôn mặt hàm sát ngươi có phải hay không cái nam nhân? Lời ấy muốn nói gì nha? Cô nương nếu là cho là ta không là nam nhân, chúng ta có thể tìm một yên lặng chỗ không có người, hảo hảo giao lưu trao đổi, Tần Thiên cười tà nghiêm nghị, đùa giỡn một câu. Ngươi. Vô sĩ. Tú Tuệ nữ tử, giận tím mặt. Dừng ở đây đi, ta đã không hứng thú lại bồi ngươi chơi tiếp. Nhìn xem hỏa hầu lớn không kém nhiều, Tần Thiên Long mày dựng thẳng lên thể nội ẩn nấp khủng bố ý chí lực, giống như là nghịch thiên phạt thần tấm kỵ ma thần, vũ trảo nhe răng tập ra, cho tú tuệ nữ tử tinh thần ý chí bên trên, đến rồi một kích cuối cùng. Nếu là cô nương còn như vậy cuốn mãi không bỏ xuống dưới. Hậu quả, ta cũng không chịu trách nhiệm. Khủng bố. Cảm thụ được tầng thiên bộc phát ra nghịch thiên khí thế, hơn vạn danh thiên tài, hải hùng khiếp vía, trung lẫy bẫy. Khuôn mặt trắng héo tú tuệ nữ tử, thẳng nuốt nước miếng, quán thầm nói đừng sợ gia hỏa này là đang hư trương thanh thế hắn kỳ thật yếu ớt quá từng lần một dẫn theo cùng với chính mình ngược lại tăng nhanh sợ hãi tại tú tuệ nữ tử sâu trong linh hồn tràn ngập vương dài đứng lên cộc cộc chuyện trò vui vẻ khinh thường quần hùng tần thiên cất bước đi tới vạn niên huyền quy trước thi thể chém xuống vạn năm huyền sọ ào 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 máu chảy ồ ạt nhiễm đỏ phá toái đại địa cũng đem bốn phương tám hướng, kéo vào sang tị nôn mửa huyết tinh chi khí bên trong. Ngay sau đó, Tần Thiên lấy ra vạn niên huyền quy trong cơ thể rùa đan. Cái này rùa đan, to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cổ phát không ánh sáng. Chỉnh thể gập ghềnh hơi mờ. Nhưng giàu dạt tràn ngập tại nội bộ năng lượng, khó mà tự thuật cuồn cuộn bành trướng, cổ lão tinh thuần. Nhìn thấy vạn niên huyền quy nội đan lập tức, hiện trường tất cả mọi người đỏ mắt, hiểu thì có ích lợi gì đâu ai dám lên đi từ cái kia yêu nghiệt trong tay chiếm lấy rùa đan a đây là tự tìm đường chết thiêu thân lao đầu vào lửa thản nhiên tự nhiên đem rùa đan thu nhập hầu bao tần thiên nhìn thoáng qua thản nhiên bất động vũ văn hùng công tôn thần nói các ngươi sao như vậy không nói lời nào ta thế nhưng là đem cái này rùa đan cầm đi không phát biểu một lần ý kiến sao hừ vũ văn hùng giận mà không dám nói gì ở trong lòng thủ lĩnh đem đối phương nguyền rủa trăm ngàn lần công tôn thần, miễn cưỡng vui cười, nói, nhất cơ duyên tốt, lẽ ra thuộc về tầng thiên các hạ. Ha ha ha! Sự tình không có chạy ra trưởng khống, thuận lợi được rùa đan. Tần thiên không chịu được ngửa đầu nở nụ cười, tốt. Vậy liền sau này gặp lại. Đi. Gọi bên trên tiểu nha đầu, ma giáo đại tiểu thư, đông phương khê, khương nguyệt nhi, nam cung điệp vũ, một đám nữ tử, tần thiên biến mất ở chân trời chỗ. Thẳng đến tầng thiên rời đi nửa chén trà nhỏ thời gian, hơn vạn danh thiên tài, mới là như rút được gánh nặng, ánh mắt chuyển tới vạn niên huyền quy trên thi thể. Vũ Văn Hùng, công tôn thần, tú tuệ nữ tử ba người, xem như ở đây người mạnh nhất, đem vạn niên huyền quy, thịt rùa, rùa huyết, cầm đi hai phần ba, tàn lưu lại, mới là những thiên tài khác. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.